Một tràng pháo tay, một tràng pháo hoa. Nãy giờ thì em cũng ngồi chăm chú lắng nghe các anh chị em nhà mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, cũng như là những cái hiện thực khi mà mình nhận được những cái khái niệm nguồn có lợi về yêu thương ấy cả nhà. Thì ở trong đó là các anh chị cũng có nhắc tới cái việc là bao dung là tình yêu vĩnh cửu này, sau rồi cũng nhắc đến cái giá trị của những nụ cười, những cái ngôn từ khen ngợi, và những cái hiện thực của mình sau khi nhận được bốn tầng bậc của yêu thương nữa. Thì tiếp theo cái phần nghi vấn của chị Bình ha, thì là làm sao mà mình có đong đầy đủ đầy tình yêu thương để mình có thể lan tỏa chia sẻ cho người khác, làm sao để mình có một cái khu vườn đài hoa thơm trái ngọt để mà ai đến cũng rất là hoan hỷ để đón nhận những cái đó, và mình không có phải là lo lắng sợ hãi khi mà bị mất đi những cái hoa thơm cỏ ngọt đó. Thì trong ngày hôm nay á, chúng ta sẽ bắt đầu học phần tiếp theo của yêu thương với công thức của sự đủ đầy. Rồi như thế nào để đủ đầy khi mình chưa đủ đầy, thì mong rằng khi nhận xong cái thông tin này cả nhà, thì mình sẽ luôn luôn có được cái tình yêu thương đủ đầy trong trong mình, cả nhà mình ha. Và trước khi bắt đầu vào học phần mới á, thì em cũng xin gửi lời biết ơn đến anh Tân đã tạo bối cảnh, cơ hội để em Nhung có được cái điều kiện để chia sẻ đến cả nhà của mình về học phần yêu thương. Biết ơn tất cả các anh chị em trong nhà mình đã sắp xếp thời gian để có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau học tập và tìm hiểu nhiều hơn về yêu thương, và biết ơn những tri thức của các minh sư cao nhân đã chỉ điểm cho em để hôm nay em được chia sẻ đến cả nhà của mình. Những cái tri thức đó là quý mà mình phải gọi là mình rất là may mắn khi mà mình được biết tới những cái tri thức này và khi mà mình áp dụng nó vào đời sống hàng ngày á cả nhà, mình sẽ có được những cái kết quả bất như ý, như là những cái hiện thực tốt đẹp mà mình có thể đi lan tỏa cho những người xung quanh của mình và những người mà mình thương yêu ấy cả nhà. Đó, hiện thực sẽ tiếp nối hiện thực sẽ nuôi dưỡng hiện thực. Và hy vọng rằng là sau buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì nhà mình cũng sẽ có những bài học tâm đắc ngộ ra để có thể ứng dụng vào đời sống của mình để cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn, chỉ với hai từ là yêu thương thôi cả nhà nhé. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu luôn nha cả nhà. Em Nhân xin phép chia sẻ màn hình để chúng ta bắt đầu vào phần mới luôn ạ. Bây giờ mình bắt đầu luôn nha cả nhà. Và trước khi đến với cái không sự đủ đầy á cả nhà, công thức của sự đủ đầy á, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trước một số cái khái niệm đầu tiên để từ đó mình dễ nắm bắt hơn, mình đi vào cái công thức của sự đủ đầy nó đơn giản hơn nha cả nhà. Thì ở đây ở nhà mình tri thức của nhân sinh của mình á, thì có là nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan. Thì hiện tại á, mình kiểm thảo lại bản thân của mình đó cả nhà, là những cái mà mình nhìn thấy đối với nhân sinh quan, rồi đối với thế giới quan, đối với vũ trụ quan á, thì có phải là những cái cảm nhận, cảm thấy, cái nhìn thấy, cái nhận thấy đó của mình nó quyết định bởi cái tần số rung động năng lượng không cả nhà? Tức là khi mà cái tần số rung động năng lượng của mình nó trùng với cái tầng nào á, thì mình sẽ cảm nhận, nhìn thấy, nhận thấy được cái đó không ạ? Thì những cái tri thức về nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan, nhân sinh quan là những gì liên quan tới con người mình đó cả nhà.
Còn thế giới quan là những cái kiến thức xung quanh, kiến thức của thế giới mà mình huân tập được giống như thông qua mình việc mình học về địa lý, về lịch sử, về khoa học đấy vân vân, thì đó là của thế giới quan. Còn vũ trụ quan á cả nhà là nó là những ví dụ như là con người mình sau khi mất đi á thì đi về đâu, về thiên đàng hay là những nơi khác vân vân, thì cái đó nó thuộc phạm trù của vũ trụ quan. Thì cuộc đời của mình đó nó sẽ có ba cái là nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan. Thì việc mà mình cảm nhận được, mình cảm thấy được hay là mình nhận thấy được cái điều gì đó thì cái điều đó nó phải tương đồng với cái tần số rung động năng lượng của mình thì mình mới có thể cảm thấy, nhận thấy hay nhìn thấy nó được. Nha. Mình ở tần số nào thì sẽ cảm nhận, nhìn thấy và nhận thấy được như vậy. Vậy thì đối với yêu thương á cả nhà thì tần số rung động năng lượng nó ở mức bao nhiêu cả nhà mình biết không ạ? Tần số rung động năng lượng của yêu thương ấy cả nhà. Cả nhà mình có từng nghe nói là yêu thương là ở mức tần số nào thì mình cảm nhận được yêu thương không ạ? Yêu thương ấy cả nhà thì cái tần số của nó là tầm khoảng 500 Hz, hay là nếu mà mình gọi là mình sợ ra cụ thể luôn á cả nhà thì nó sẽ tầm khoảng là 528 Hz. Thì khi mà mình cái tần tần số rung động của mình đó mà nó ở mức 500 thì mình có thể cảm nhận được cái tình yêu thương ấy cả nhà. Vậy thì bây giờ cái câu nghi vấn á cả nhà mình có đặt ra là làm sao mà mình có được cái tần số rung động năng lượng như vậy không? Làm sao mà mình có thể đạt được cái tần số rung động năng lượng tầm khoảng 500 để mình cảm nhận được yêu thương không cả nhà? Bình thường ví dụ như cả nhà mình mà muốn tăng cái tần số rung động năng lượng á thì cả nhà mình thường sẽ làm gì ạ? Cả nhà mình có biết những cái phương pháp nào để tăng tần số rung động năng lượng không? Hoặc là mình quan sát ở đời sống xung quanh mình đó cả nhà, thì mình thấy mọi người thường sẽ làm gì để mà tăng cái tần số rung động năng lượng của mình lên á, thì nhà mình có hay để ý không? Đó. À, anh chị em nhà mình nếu mà có thể là mình comment trên khung chat đó, để mình cùng trao đổi về cái này nha cả nhà, để mình tìm ra cái câu nghi vấn là làm thế nào để mà mình đạt được cái tần số rung động năng lượng là ở mức cao á, tầm 500 á, để mình cảm nhận được yêu thương. À dạ, dùng đá hoa phong thủy đó cũng là một cách để người ta nâng tần số rung động năng lượng ấy cả nhà. Thì ngoài cái này cả nhà mình có để ý hoặc là mình có quan sát xung quanh thì mình thấy người ta còn có cái phương án nào, cái phương pháp nào để mà người ta làm tăng cái tần số của họ lên nữa không ạ? À? Ngoài những cái đồ vật phong thủy. Cái dạo này cái trào lưu này rất là nhiều luôn á cả nhà. Cả nhà mình có để ý trên mạng xã hội không? Là các bạn trẻ á. Thì có phải là cả nhà mình để ý, nếu mà cả nhà mình để ý thì có phải là họ người ta sẽ đi thiền không cả nhà? Có thể ngồi thiền. À dạ đúng rồi, rồi đi chữa lành để tăng cái tần số rung động năng lượng lên á. Có phải là khi mà ngồi thiền thì người ta sẽ gọi là người ta có cái cảm giác an lạc rồi nâng được cái tần số rung động năng lượng không ạ? À? Nhưng mà cả nhà mình có để ý là sau khi thiền xong, ví dụ mình đi chùa, mình ngồi mình tịnh tâm, mình nghe cái thầy giảng, xong rồi đi ra cái tự nhiên bị mất đôi dép không cả nhà, xong rồi lúc đó mình sao rồi nha, có phải là theo cái phản ứng là mình dùng lớp, nhiều người họ sẽ dùng lớp tình để họ phản phản ứng lại không cả nhà, để đối đãi không ạ? À? Họ sẽ la lên là trời ơi, đi chùa mà mất đôi dép, bực mình có đôi dép mà cũng lấy. Có phải là cả nhà mình thấy cái người bình thường nhiều người người ta sẽ phản ứng như vậy không ạ? À? Như vậy thì bắt đầu là chưa thấy được đôi dép là đã thấy bực mình rồi, là đã bắt đầu săn lên rồi. Nhà mình hình dung được không ạ? À? Tức là cái lúc đó cái cảm xúc của mình nó bộc bộc phát ra như vậy, tại mình đang gọi là mình đang tĩnh tâm vậy thì làm sao có vô lại để thiền lại hả?
Hay à, có những người ví dụ như tùy người cả nhà, có những người á thì ví dụ ra tự nhiên mất đôi dép bực mình không cả nhà, bực mình nếu tự nhiên đi để đôi dép rõ ràng là nhiều khi mình cố ý mình nhét nhét cái đôi dép ở cái góc cho người khác không thấy rồi mà vẫn mất đôi dép bực mình, tự nhiên lúc đó bao nhiêu cái cảm xúc nó ào ra một cái rồi tần số rung động năng lượng nó hạ luôn, bao mất mất công thời gian ngồi thiền ngồi an lạc nãy giờ lại có phải là bắt đầu lại từ đầu không cả nhà. Dạ. Rất là ít người mà khi mà ra thấy cái tình trạng đó mà vẫn giữ gọi là dùng lớp tâm để đón nhận lắm cả nhà, đa phần là cái cảm xúc của mình nó bộc lộ nhiều hơn là đa phần là dùng lớp lớp tình để đối đãi. Rồi có phải là cái phần chữa lành không ạ? À? Chữa lành thì có phải là chữa xong mình đi về nhà vài ngày nữa lại bình thường lại phải đi chữa lành không cả nhà? Bây giờ các bạn trẻ bây giờ là có một cái câu nói giỡn đó là càng chữa lành thì càng rách, rách xong lại đi chữa lành xong về lại rách không cả nhà. Tức là mình đi chữa lành xong hết cái phần đó mình lại phát hiện thêm cái chỗ khác nó lại rách, mình lại đi chữa lành càng chữa lành lại thấy mình có nhiều cái rách để mình chữa lành. Rồi cuối cùng là không biết sao cuối cùng đi chữa lành về lại bị stress hơn. Dạ, thì bây giờ mình đặt ra câu nghi vấn vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiền cũng không được, chữa lành cũng không xong, rồi dùng các cái phương pháp khác thì đôi khi nó cũng không có lâu dài được các bạn nha. Thì rất là biết ơn tri thức các thầy cô, các cao nhân đã chỉ điểm cho mình với cả nhà. Là mình biết được mình cần phải chú trọng về cái gì để mình có thể giữ được cái cảm xúc của mình á. Đó là cái đây cả nhà. Mình ghi rõ luôn để nhìn mình dễ hình dung ha. Tức là nếu mà khi mà mình cảm nhận, cảm nhìn thấy, nhận thấy được á, những cái xung quanh của mình á, là khi mà cái tần số rung động năng lượng của mình nó giống nhau, nó trùng với cái đó thì mình sẽ cảm nhận được đúng không ạ? Ở đây là tần số rung động năng lượng như thế này. Nhưng mà cái tần số rung động năng lượng này cả nhà mình không có quản trị nó được, mình không có xử lý nó được vì nó là cái quả rồi, nó hiển thị ra rồi thì cái nhà khoa học người ta mới đo lường được thì người ta mới biết được là à ở cái mức này thì cái tần số nó là bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu. Ví dụ như yêu thương thì tần số của nó là 500, còn những cái biểu hiện khác thì tần số của nó cũng sẽ khác nhau. Vậy thì làm sao mà mình quản trị được cái này được đúng không ạ? Nhưng mà rất là may mắn là mình biết được một cái tri thức có cách mà có cái mà để mình quản trị được các cả nhà. Có một cái trạng thái ở bên trong cơ trong người của mình á, nó ảnh hưởng trực tiếp được tới cái tần số rung động năng lượng này. Đó là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm nhà mình. Trạng thái rung động điện từ nội tâm. Những cái khái niệm này nó hơi mới á nên là nhà mình tham nhẫn mình từ từ để mình ghi nhận nha cả nhà. Em nhung xin phép viết tắt cái này nha, đó là tần số rung động điện từ nội tâm nha cả nhà. Dạ, tức là cái tần số rung động năng lượng này mình không có quản trị nó được, mình không có kiểm soát nó được, nhưng mà mình biết được rằng là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này của mình á, bên trong mình á có cái trạng thái rung động điện từ nội tâm, thì cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này nó tác động trực tiếp được tới cái tần số rung động năng lượng này. Vậy thì mình có biết được là cái rung động điện từ nội tâm của mình nó như như thế nào, nó ra sao được không cả nhà? Dạ được, cái này là ở trong mình nên là mình cảm nhận được, mình biết được nó. Vậy thì có phải là cả nhà mình thấy là tự nhiên mình có một cái cơ hội để mà mình cảm nhận được yêu thương, mình cảm nhận được hạnh phúc không cả nhà? Mình quản trị cái này là bên trong mình thì mình có thể quản trị được. Khi mà mình quản trị được cái này thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tần số rung động năng lượng. Thì khi mà tần số rung động năng lượng nó đạt tới cái mức
mà mình mong muốn là 500 hết á, thì mình sẽ có được cái trạng thái yêu thương. Tức là bình thường mình không có biết, bình thường mình chỉ biết là khoa học họ đo lường là ở tần số nè bao nhiêu thì nó là sự sợ hãi, tần số bao nhiêu là niềm hạnh phúc, tần số bao nhiêu là vui vẻ, tần số bao nhiêu là yêu thương, thì mình chỉ biết vậy thôi và mình hoàn toàn không thể quản trị được. Tuy nhiên là bây giờ mình biết được có cái mình quản trị được cái đó, giúp mình đạt được cái đó, đó là cái rung động điện từ nội tâm của mình, trạng thái rung động điện từ nội tâm. Và cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này mình quản trị được vì nó từ trong mình, từ trong người của mình. Vậy thì mình quay về mình làm chủ, mình quản trị được nó, thì làm sao để mình biết được cái này nè cả nhà? Thì cái gì nó tác động lên cái này thì cái nào đó là nhận thức nội tâm. Cả nhà mình ham thêm một cái khái niệm nữa cho cả nhà mình, đó là nhận thức nội tâm. Trạng thái rung động điện từ nội tâm nó sẽ tác động trực tiếp đến tần số rung động năng lượng. Vậy thì cái gì nó ảnh hưởng tới cái này thì đó là cái nhận thức nội tâm của mình đó cả nhà. Thì có phải là khi mà mình biết tới đây là mình thắng rồi không cả nhà? Mình biết tới đây là mình biết chắc là mình đã hoàn toàn có hy vọng là mình có cơ hội để mình nhận được yêu thương không cả nhà? Tức là lúc đầu mình không biết nhưng mà bây giờ mình biết rồi, cái nhận thức nội tâm này nó tác động lên cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình, mà cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này nó lại tác động trực tiếp tới cái việc quyết định tần số rung động năng lượng. Mà tần số rung động năng lượng này nó ở cái mức nào, mình trùng với cái mức đó thì mình sẽ cảm nhận được, mình nhìn nhận được, mình cảm thấy được những cái biểu hiện của nó. Thì có phải là khi mà mình đạt tới cái mức 500 này cả nhà thì mình sẽ nhận được yêu thương không ạ? Nhận thức nội tâm nó sẽ quyết định cái trạng thái rung động điện từ nội tâm. Vậy thì bây giờ việc mình cần làm chỉ có đơn giản thôi là mình nâng tầm cái nhận thức nội tâm này của mình lên thôi cả nhà. Vậy thì mình nâng tầm nhận thức nội tâm này bằng cách nào? Đó là mình có những cái khái niệm nguồn có lợi, mình có công đức phước đức, mình có hình ảnh đẹp về bất kỳ cái nào mà mình mong muốn. Ví dụ ở đây của mình là yêu thương. Vậy thì mình nâng tầng bậc nhận thức nội tâm của mình về yêu thương để cái tầng trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình tăng lên. Vậy thì để nâng cái tầng nhận thức nội tâm của mình về yêu thương á, thì mình có phải là mình huân tập những khái niệm nguồn có lợi về yêu thương này cả nhà, rồi công đức phước đức, rồi hình ảnh đẹp về yêu thương. Mình có đủ cái này rồi thì khi nhắc tới cái điều gì mà mình mong muốn á, thì cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó sẽ cân bằng hướng dương. Khi mà nó ở cái mức đó thì mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Liên hệ lại với yêu thương này cả nhà, thì có phải là vừa rồi á mình đã có được những khái niệm nguồn có lợi của yêu thương, đó là mình biết về bốn tầng bậc yêu thương này, khái niệm của yêu thương này, rồi mình có được những cái hình ảnh tốt đẹp về yêu thương, những cái thông tin tốt về yêu thương. Thì có phải là bây giờ khi mà nhắc tới yêu thương, cả nhà mình cảm thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn không? Cái trạng thái của mình khi nhắc về yêu thương á, nó vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy thích thú hơn so với cái thời điểm trước đây không nhỉ? Trạng thái rung động điện từ nội tâm á, cả nhà mình nắm thêm này, thì nó sẽ có ở mức là cân bằng này. Hướng dương nè, trạng thái âm. Thì tương tự cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này nó tác động tới cái tần số rung động là rung động năng lượng. Vậy thì ở trên này nó cũng sẽ là có ba trường hợp, đó là siêu cao, cao và thấp không ạ? Khi mà trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình cân bằng ấy cả nhà, thì cái tần số rung động năng lượng của mình nó sẽ là trở nên siêu cao. Khi mà cái
trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình hướng dương, thì mình sẽ đạt được cái tần số rung động điện từ cao. Ngược lại là nếu mà cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó theo chiều hướng âm á, thì nó sẽ khiến cho cái tần số rung động năng lượng của mình ở mức thấp. Mà cái việc để cho trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình cân bằng hướng dương hay âm nè cả nhà, thì nó phụ thuộc vào cái nhận thức nội tâm của mình nè. Vậy thì để cho cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này của mình nó chỉ có hướng dương và cân bằng thôi, thì mình nâng nâng tầm cái nhận thức nội tâm này của mình. Thì khi nâng tầm nhận thức này, mình chỉ làm đơn giản thôi cả nhà, là mình có khái niệm nguồn nè, khái niệm có lợi, sau đó là có mình có công đức phước đức về cái điều đó, rồi mình có cái hình ảnh đẹp về nó nữa. Có nhận thức là có hiện thực đó cả nhà, tức là khi mình có được, mình nâng tầm được nhận thức của mình có được đầy đủ những cái khái niệm có lợi về yêu thương, mình có được cái hình ảnh đẹp về yêu thương, khi nhắc tới yêu thương, tần số rung động, cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình á cân bằng hướng dương á, thì mình sẽ cảm nhận được yêu thương. Cả nhà mình hình dung được không ạ? Cả nhà mình nắm thông tin trước, tức là khi mà mình hiểu được cái sự vận hành này rồi á cả nhà, thì mình sẽ đi qua cái trạng thái đủ đầy nó rất là đơn giản. Nhà mình có nắm được ngay chỗ này không ạ? À? Chỗ này nhà mình có nắm được hay là còn lăn tăn cái gì không, thì mình sẽ làm rõ chỗ này luôn nha cả nhà. Thì đây là cái cách để mà mình đạt được những điều mà mình mong muốn đó, bằng việc nâng tầm nhận thức nội tâm của mình về cái điều mình mong muốn đó cả nhà. Tức là khi khái niệm nguồn có lợi nè, công đức phước đức và hình ảnh tâm trí của mình đẹp với cả nhà, mình có đầy đủ hết cả ba cái này, thì khi mà mình nhắc tới bất kỳ cái điều gì mà mình mong muốn, thì trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó sẽ cân bằng hướng dương. Khi mà nó cân bằng hướng dương thì tương ứng là cái tần số rung động năng lượng của mình cũng sẽ ở mức siêu cao và mức cao, thì thường là ở mức siêu cao và mức cao thì là những cái điều như ý cả nhà. Cả nhà mình nó có thể search các cái tần số rung động năng lượng của con người mình ở mức nào thì nó là ở trạng thái nào, ví dụ ở mức bao nhiêu thì nó là sợ hãi, ở mức bao nhiêu thì nó là hạnh phúc, ở mức bao nhiêu thì nó là biểu hiện của yêu thương, là nó có hết đó cả nhà. Thì cái này mình có thể đơn giản search trên Google là nó sẽ ra những cái thông số đó để cả nhà mình tham khảo. Thì cái đó là cái tần số rung động năng lượng ấy cả nhà. Để nhà mình hình dung được không ở chỗ này không ạ? Ví dụ như cả nhà, ví dụ về hôn nhân gia đình đi cả nhà, thì khi mà mình có cái nhận thức đúng và đủ á cả nhà, tức là mình có khái niệm nguồn có lợi về hôn nhân, mình có công mình huân tập hình ảnh đẹp về hôn nhân gia đình mình, rồi mình tích tạo công đức phước đức về cái mảng này nữa, thì khi mà mình có đủ cái này rồi cả nhà, thì cái điều mình mong muốn là hôn nhân hòa hợp hạnh phúc ấy, thì nó sẽ đạt được nha. Vì khi mà mình đạt được cái này rồi thì cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó sẽ ở mức cân bằng hướng dương, thì tần số rung động năng lượng của mình nó cũng sẽ ở mức cao và siêu cao, thì nó trùng với lại cái sự hòa hợp và hạnh phúc ấy cả nhà. Cả nhà mình hình dung được đúng không ạ? Dạ. Rồi. Mình chỉ cần hiểu đơn giản cái sự vận hành này thôi, thì mình sẽ đi qua được cái trạng thái đủ đầy nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn cả nhà mình ha. Dạ rồi, Nhưng vậy thì bây giờ mình dạ. cái chỗ mà tần số rung động á, ví dụ như là mình biết yêu thương là nó ở 500, Dạ. 500 đúng không? Còn thế thì cái con số này thì nó phải có máy mới đo được ha. Còn ví dụ để Dạ mình đúng biết rồi. con người mình, ví dụ như mình đang bình thường đi, mình cũng không vui không buồn bình thường á, thì mình cái mức đó mình có thể biết được cái mức đó là nó đang hiện tại là bao nhiêu không, để mà mình điều chỉnh á.
Ví dụ như ở các nhà nghiên cứu thì người ta đã đưa ra các mức, ví dụ như mình đang yêu thương thì 500, thì ví dụ như mình vui vẻ thì mình bao nhiêu đó, nhưng mà hiện tại giống như con người mình thì mình, những người bình thường như mình thì mình không, chưa thể nào mà đo được, hoặc là mình làm sao mình cũng chưa biết được là mình đang ở cái mức bao nhiêu á, thì làm thế nào mà để mình có thể biết được ha. Dạ là mình cứ để ý như vậy nè cả nhà, cái trạng thái cảm xúc của mình với cái tần số rung động năng lượng đó, thì nếu mà nó là theo cái con số mà các nhà khoa học đo đạc á, thì ví dụ mình ở cái mức chết á, thì cái tần số của nó là không, mình xấu hổ, mình bất lực, mình tuyệt vọng á, thì cái nó là tầm có 20 thôi. Còn mình tự kỷ, mình vô cảm thì nó là 50. Còn mình sợ hãi thì cái mức nó có 100 thôi. Tức là cái cảm xúc của mình á, nó càng tích cực á, thì cái tần số nó càng càng cao. Còn mình càng tiêu cực, cái tần số nó lại càng thấp. Thì mình không thể nào mà mình quản trị cái tần số rung động năng lượng này được. Giống như chị Bình thắc mắc á, vì cái này là cái quả rồi, tức là nó biểu hiện ra rồi. Xong rồi các nhà khoa học người ta đo thì người ta mới thấy được cái tần số của nó là bao nhiêu. Dạ, thì cái này mình không có quản trị được này cả nhà. Nhưng mà may mắn á, là mình biết được rằng là có một cái nó tác động trực tiếp tới cái tần số rung động năng lượng này mà mình có thể quản trị được, cái đó chính là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm. Mà cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này là cái trạng thái bên trong cơ thể của mình á. Nếu cả nhà mình có nhớ là ở những học phần trước của nhà lãnh đạo hạnh phúc là mình có học về cấu trúc con người không ạ? Có Nếu mình có học á, thì hoặc là mình chưa thì mình có thể quay lại xem cái video trước đó về cấu trúc con người để mình có thể hiểu rõ ngay chỗ này hơn. Tức là bên trong của mình có thể quản trị được, đó là trạng thái rung động điện từ nội tâm. Và cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này nó tác động trực tiếp đến cái tần số rung động năng lượng. Vậy thì có phải là mình quản trị được cái này thì mình cũng đồng thời mình cũng có thể chủ động được quản trị được cái tần số rung động này không ạ? Thì khi mà cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này của mình dương ấy, thì mình sẽ có được cái tần số rung động cao. Khi mà cái trạng thái rung động điện từ nội tâm này của mình được ở mức cân bằng á, thì tần số rung động năng lượng của nó sẽ là siêu cao. Vậy thì cái gì nó tác động trực tiếp tới tần số rung động năng lượng này? Đó là cái nhận thức nội tâm của mình. Vậy thì mình chỉ cần nâng tầng cái nhận thức nội tâm của mình thôi. Khi mà nhận thức của nội tâm của mình được tăng lên rồi ấy cả nhà, thì nó sẽ quyết định trực tiếp tới cái trạng thái rung động điện từ này này cả nhà mình. Mà cái nhận thức nội tâm này thì nó là từ đâu mà có ạ? Là từ cái khái niệm nguồn có lợi, từ công đức phước đức và từ hình ảnh đẹp mà mình huân tập, thì nó sẽ tạo nên cái nhận thức hiện tại của mình. Nhận thức nó có mối quan hệ tương quan tương khắc với lại cái cảm xúc của mình đó cả nhà. Nhận thức tích cực nó cũng sẽ tạo nên những cảm xúc tích cực. Nếu sau này mình có bối cảnh đó, thì mình sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn về cái sự trạng thái nhận thức với trạng thái cảm xúc nha cả nhà. Tức là cái trạng thái cảm xúc và trạng thái nhận thức nó có mối tương quan với nhau ở cả nhà, tương quan tương hỗ với nhau rất là nhiều. Bình thường con người của mình ấy cả nhà mình, để ý cả nhà mình sẽ thấy là mình gọi là mình cứ theo cảm xúc thôi. Nếu mà cảm xúc mình tích cực á, thì đôi khi mình cũng sẽ có những cái nhìn nhận tích cực về cái thế giới này của mình. Nhưng mà khi cái cảm xúc của mình nó bị tiêu cực á, nó xấu á, thì mình cũng sẽ có những cái nhận thức, những cái cảm nhận về cuộc sống xung quanh của mình nó cũng xấu theo cái chiều hướng đó luôn. Thì cái lúc trước là mình không có biết cả nhà, lúc trước là mình không biết thì mình bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, mình gọi là theo theo bản năng của mình đó cả nhà, có như thế nào thì mình biểu hiện như thế đó thôi. Nhưng mà sau này rất là biết ơn tri thức của các thầy, các minh sư chỉ điểm đó cả nhà, là cái nhận thức nội tâm á, mình chỉ cần thay đổi nhận thức thôi thì mình sẽ thay đổi được cảm xúc. Nếu mà mình có nhận thức tốt, nhận thức tích cực á, thì những cái cảm xúc xung quanh của mình nó cũng sẽ tốt và tích cực luôn cả nhà, vì nó có mối tương quan với nhau, nó ảnh hưởng qua lại trực tiếp với nhau. Nên là vì sau này mình mong muốn có những cái cảm xúc tốt, những cái cảm xúc tích cực á, thì mình chỉ cần thay đổi nhận thức thôi. Chỉ cần mình thay đổi nhận thức thôi là mình sẽ có được những cái trạng thái cảm xúc tốt. Mà cái nhận thức này của mình á, thì nó chỉ phụ thuộc vào, thứ nhất là khái niệm nguồn có lợi. Cái này mình huân tập được đúng không cả nhà? Rồi về công đức phước đức mình tích tạo được đúng không cả nhà? Rồi về hình ảnh đẹp mình cũng huân tập được đúng không cả nhà?
đơn giản về về lúc nãy mình lấy một cái ví dụ đơn giản đó là về hôn nhân gia đình, còn ví dụ bây giờ mình lấy một cái cụ thể hơn là cái sức khỏe của mình đi, thì có phải là lúc trước mình chưa có nhận thức nhiều về cái tầm quan trọng của sức khỏe, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình phân tập những khái niệm có lợi về sức khỏe của mình nè. À, mình biết thêm về dinh dưỡng, mình biết thêm là trong vận động thì sức khỏe của nó là về thể chất, về tinh thần, về xã hội, rồi mình huân tập những khái niệm có lợi khác nữa. À rồi mình biết là khí là cội nguồn của sức mạnh, ví dụ vậy. Đó là những cái khái niệm nguồn có lợi về sức khỏe đó cả nhà. Rồi ví dụ như là có phải là mình đi huân tập những cái hình ảnh đẹp về sức khỏe không? Mình đặt ra những cái nghi vấn thuận chiều mong muốn của mình, ví dụ làm như thế nào để có cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh, làm thế nào để mà có một thân hình người mẫu, làm thế nào để có một cái làn da đẹp, tức là mình bắt đầu có những cái nghi vấn tích cực thuận chiều mong muốn. Rồi sau đó mình đi phân tập những cái hình ảnh những người mà họ có sức khỏe, họ có sức bền, họ có thân hình đẹp, rồi mình giữ những cái hình ảnh đó nè cả nhà. Rồi ví dụ trong lĩnh vực chạy bộ, mình trước đó là mình có khái niệm nguồn rồi, mình có được hình ảnh đẹp rồi mà mình vẫn chưa chạy được, thì có phải là mình tích tạo thêm công đức phước đức bằng việc là mình phụng sự gánh vác, hay là mình giúp đỡ người khác, hoặc là mình chia sẻ thông tin gì đó về chạy bộ thôi, thì nó cũng góp sức cho mình tích tạo về công đức phước đức. Thì khi mình đạt được đủ ba cái này rồi cả nhà, thì những cái điều mà mình mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực. Thì ứng với yêu thương mình cũng làm như vậy luôn, là mình có nhận thức đúng về những cái này của yêu thương này cả nhà, thì có phải là cái tần số rung động năng lượng mình nó sẽ ở cái mức cao, đúng cái ngưỡng của yêu thương mình sẽ cảm nhận được không ạ? Mình chỉ cần nắm, tức là ở đây có những cái khái niệm mà đôi khi là trước giờ mình chưa có biết tới á cả nhà, nên là mình kham nhẫn một xí, mình chậm lại một chút. Trước mắt là mình nắm cái thông tin trước thì cả nhà, mình nắm những cái thông tin mình hiểu tới đây trước, rồi sau này thuận duyên mình tìm hiểu thêm và thấu suốt thêm về cấu trúc con người, về công đức phước đức, về ba hệ quy chiếu để mình có thể hiểu rõ hơn những cái khái niệm này nha cả nhà. Dạ, mình nắm được tới đây chưa ạ? Dạ, biết ơn chị Thảo. Chị Thảo có gửi trên khung chat của mình đó cả nhà, là những cái tần số rung động hay mức năng lượng khác nhau tùy theo cái cảm xúc, với cái cảm xúc tinh thần của mình với cả nhà. Dạ, nhà mình có thể tham khảo thêm ha. Bây giờ mình sờ thì nó rất là nhiều cái thông tin về cái tần số rung động năng lượng để nhà mình còn tham khảo. Dạ, vậy thì mình nắm trước ở đây nha cả nhà. Mình hình dung trước cái phần này, cái sự vận hành này trước, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái sự đủ đầy này cả nhà. Đầu tiên thì mình nắm cái khái niệm về sự đủ đầy trước cả nhà mình ha. Xin phép ghi lại ở đây nha. Đủ đầy. Mình cũng sẽ có ba góc là thông tin, năng lượng và vật chất nha cả nhà. Ở góc thông tin của đủ đầy á cả nhà mình, thuận duyên á thì giúp đỡ em Nhung là mình có thể ghi lại để mình nhớ luôn ha cả nhà, mình nhận được luôn á. Đó là không dính mắc vào nhu cầu và mong muốn. Dạ, mình ghi trước ở cả ba góc rồi sau đó mình cùng nhau phân tích nha cả nhà. Không dính mắc vào nhu cầu và mong muốn. Ở góc năng lượng bệnh nhà thì nó là an vui,
An vui với bạn vật, bao dung với bạn vật và trân trọng biết ơn với bạn vật. Và ở góc biểu hiện vật chất của cái sự đủ đầy đó là thu hút được mọi điều như ý. Tức là cái gì đến nó cũng như ý hết đó cả nhà. Là ở góc biểu hiện vật chất. Cả nhà mình có cái nghi vấn là làm sao để mà mình đạt được cái trạng thái rung động điện từ nội tâm ở mức cân bằng luôn. Thường á cả nhà, thường á là mình hay bị dao động giữa âm dương, rất là khó để đạt được cái trạng thái cân bằng này nè. Vậy thì làm sao để mà mình có thể đạt được cái trạng thái cân bằng này không? Có cái cách nào hay không? À thì may quá là cả nhà, ở trong yêu thương á cả nhà, ở cái góc độ yêu thương, trong cái phần yêu thương của mình á, thì nó có một cái đường tắt để dẫn mình tới cái việc là giúp cho cái trạng thái nội tâm của mình á nó tiệm cận với sự cân bằng, tức là nó gần với cái sự cân bằng, nó tiệm cận với sự cân bằng chứ chưa không có được cân bằng nha cả nhà. Tức là tiệm cận với sự cân bằng thì khi mà đạt được cái mức tiệm cận đó thì mình cũng đạt đạt được những cái điều như ý rồi đó cả nhà. Thì đủ đầy rồi cả nhà. Đủ đầy là một trạng thái nội tâm mà nó tiệm cận được với cái sự cân bằng. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần phân tích cái khái niệm đủ đầy như thế nào thôi. Thì có phải là ở gốc thông tin của mình đó cả nhà, là đủ đầy là khi mình không dính mắc vào nhu cầu và mong muốn. Vậy thì làm sao để mình không dính mắc được đây cả nhà? Thì có phải là mình biết được rõ được cái mong muốn của mình thì mình không có dính mắc không ạ? Đây, mình sẽ phân tích từ từng cái góc tam giác đủ đầy của nhà ha. Bây giờ mình đi ở góc thông tin trước nha. Thì đầu tiên á, đây làm sao để có sự đủ đầy? Đầu tiên là mình rõ mong muốn. Tất cả cái này là cái thần chú mà mình nhắc đi nhắc lại từ đầu khi mà mình bắt đầu học phần yêu thương không cả nhà. Rõ mong muốn. Vậy thì cái mong muốn là cái gì cả nhà? Có phải là cái nhu cầu của mình không ạ? Mình hiểu là cái nhu cầu này. Hay là mình cũng nếu mà cả nhà mình có nắm về cấu trúc con người thì mình có thể hiểu nó là những cái tham và tưởng của con người mình đó cả nhà. Đó là những cái mong muốn đó cả nhà. Tham và tưởng. Con người mình thì lúc nào cũng phải có tham và tưởng. Thì cái tham cái tưởng của mình á, tham có nghĩa là cái ham muốn đó cả nhà. Còn tưởng á thì ở quá khứ thì là mình tưởng tượng. Ở hiện tại á, ở quá khứ là mình tưởng nhớ, hiện tại là tưởng tượng, còn tương lai là liệu định. Thì cái lúc nào mình cũng có tham và tưởng. Thì cái phải tham và tưởng này là cái mong muốn của mình đó cả nhà. Cái tham là cái ham muốn, ví dụ mình tham về sắc, mình tham về tài, mình tham về về danh. Ví dụ vậy thì có phải là cái mong muốn của mình không? Những cái mong muốn của con người mình nó chỉ xoay quanh tài, sắc, danh, thực, thùy thôi cả nhà. Mình cùng nhắc lại những cái khái niệm này nha cả nhà ha. Cái này thì mình cũng đã được học ở trong cái học phần cấu trúc con người rồi cả nhà. Nếu mà mình quên, tạm thời mình quên hoặc là mình chưa nắm thì mình có thể xem lại video trước về cấu trúc con người trong nhà lãnh đạo hạnh phúc nha cả nhà. Dạ, tham tưởng của mình, của con người mình nó chỉ xoay quanh tài, sắc, danh, thực,
thì cả nhà mình có thể kiểm thảo lại là ở bất kỳ một cái mong muốn nào của mình á thì nó cũng chỉ lọt vào một trong những cái này thôi, nó không có đi đâu xa hết á cả nhà. Tài là về tài, mình hiểu nha cả nhà, tài là về tài năng, tiền tài. Còn sắc á là sắc thân, sắc tướng. Danh á là thanh danh của mình, cái danh của mình đó cả nhà. Thực là ăn, thức ăn ấy cả nhà. Thì là ngủ nghỉ. Dạ, thì cái này đôi khi là những cái từ Hán Việt mình chưa có nắm á, thì em Dung giải thích để nhà mình đơn giản để nắm được cái khái niệm này nha cả nhà. Thì con người của mình á, tham tưởng của con người mình nó chỉ xoay quanh cái này thôi, hay nói cách khác là cái nhu cầu, cái mong muốn của con người mình nó chỉ là cuối cùng gì thì nó cũng sẽ quy về tài sắc danh thực thùy thôi ạ. Tức là khi mà mình rõ được cái mong muốn của mình đó cả nhà, thì có phải là mình làm chủ được cái việc là mình sẽ thọ cái gì, thức thế nào, hành ra làm sao không cả nhà? Thọ tức là mình nhận vào với cả nhà, mình nhận á, tức là có phải là khi mình rõ mong muốn thì mình sẽ làm chủ được việc là à mình sẽ nhận vào cái gì, mình sẽ hành động ra sao, mình xuất ra cái gì không cả nhà? Rồi thông qua cái việc mà mình nhận thọ, mình thức, mình hành, tức là thông qua cái việc mà mình nhận vô cái gì, mình xuất ra cái gì, ra làm sao đó, thì nó cũng sẽ tác động biểu hiện ra cái năng lượng và cái vật chất của mình không cả nhà. Cả nhà mình hình dung được chỗ này không ta? Tức là như vậy thì cả nhà, thì mình quay lại cái tam giác này ha. Tức là mình khi mình rõ cái mong muốn của mình rồi, cái mong muốn của mình, nhiều người, nhiều anh chị có nghi vấn là mong muốn là cái gì, thì mình có thể hiểu đơn giản đó là cái nhu cầu của bản thân mình, cái tham và tưởng của mình về về những cái trong cuộc sống. Thì những cái tham tưởng đó của mình, những cái mong muốn đó của mình thì chung quy lại nó chỉ rơi vào năm cái này thôi, là tài sắc danh thực thùy. Cả nhà mình để ý đi, ví dụ cả nhà mình nêu ra một cái mong muốn gì đó thì cuối cùng nó cũng sẽ chung quy vô năm cái này. Vậy thì cái việc á mà mình mong muốn như thế nào á thì có phải là mình cũng sẽ chủ động, mình chủ động cái việc mà mình nhận vô cái gì, mình xuất ra cái gì, rồi mình hành động như thế nào không cả nhà? Thì chính những cái việc đó nó cả nhà, nó tạo nên cái năng lượng nó biểu hiện ra bên ngoài. Khi mà mình rõ được cái mong muốn rồi, mình không có dính mắc vào cái mong muốn đó, thì cái gì tới mình cũng an vui, mình cũng bao dung, mình cũng trân trọng biết ơn về những điều mà nó diễn ra hết. Và khi mà những cái điều đó tới rồi á, mình an vui, bao dung, trân trọng biết ơn thì mình sẽ thu hút được mọi điều như ý. Đó là cái sự liên kết của ba cái góc này cả nhà. Mình hình dung được không ạ? Mình có thể lấy một cái ví dụ để nhà mình đơn giản nhận được ha. Ví dụ như mình mong muốn là mình có một cái chiếc xe mới đi. Mình mong muốn là mình có một chiếc xe mới. Hiện tại là ví dụ hiện tại là mình có một cái chiếc xe mà nó lâu quá rồi, mình đi lâu quá rồi, nó cũng cũ rồi, thì mình mong muốn là mình có một cái chiếc xe đời mới. Thì có phải là bây giờ là mình rõ được mong muốn chưa ạ? Mình rõ được mong muốn rồi đúng không cả nhà? Mong muốn của mình là có một cái chiếc xe mới mà. Nhưng mà mình ở hiện tại mình không có dính mắc vào đó, mình không có dính mắc lại nhất định là mình phải có được cái xe mới đó trong thời điểm bây giờ, mà mình chỉ biết là à đó là cái mong muốn của mình thôi. Rồi sau đó thì sao ạ? Mình giữ cái năng lượng là mình an vui, mình bao dung, mình trân trọng biết ơn, tức là mình an vui với cái xe mình đang có nè, mình bao dung với bao dung với bản thân của mình đó cả nhà, là hiện tại là ở cái hiện tại thời điểm hiện tại mình đang có chiếc xe như thế này thôi, nhưng mình mong muốn cái xe mới thì từ từ mình chuẩn bị có xe mới. Mình bao dung với cái thời điểm hiện tại, mình biết ơn cái mình đang có là cái xe hiện tại này cả nhà. Thì hiện tại nó hơi cũ một xí nhưng mà mình vẫn có thể dùng được, mình trân trọng, mình biết ơn nó. Hàng ngày mình vẫn lau chùi sạch sẽ, mình đi đứng cẩn thận, mình trân quý nó. Thì sau này thì
Thì sau đó cái việc mà mình mong muốn nó lặp đi lặp lại thì nó sẽ tác động tới cái hành động của mình thì cả nhà. Những cái mà mình làm á thì mình sẽ thu hút được cái điều như ý, là mình sẽ có được một cái gì như cái ý mong muốn của mình đấy. Hoặc là hoặc mình không dính mắc ở đây, mình hiểu ra gì nè cả nhà. Hoặc là cái xe nó tới với mình đó cả nhà, một cái xe khác á, nó không có giống như cái xe mình đang tưởng tượng, nhưng mà có phải cái đó cũng là một cái điều rất là như ý không cả nhà? Nhà mình hiểu một cách vi tế ở đây rằng là thu hút mọi điều như ý chứ không phải là thu hút mọi điều mong muốn. Tức là cái gì đến với mình nó cũng như ý hết. Có thể là mình mong muốn có chiếc xe SH màu đỏ bao nhiêu cc đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình không có dính mắc vô cái xe như vậy nha cả nhà. Nếu mà mình dính mắc vô cái xe đó thì nhất định là mình phải có cái xe đó mình mới được. Nhưng mà không, người, cái điều như ý nó tới có thể là một người khác, họ ở đâu đó họ nó sẽ tới theo cái cách khác. Tức là mình không có chiếc xe đó, nhưng mà ví dụ mình có một cái số tiền tương ứng với cái chiếc xe đó, thì đó có phải là cũng là điều như ý không cả nhà? Hay là tự nhiên có một người khác tặng cho mình một cái chiếc xe mới chẳng hạn, vì một cái lý do gì đó họ thuận duyên họ tặng cho mình một cái xe mới, thì có phải đó cũng là điều như ý không cả nhà? Nếu như mà nếu mình dính mắc là không, tôi không không được, tôi mong muốn của tôi là cái xe như vậy, nó màu đỏ, nó phải đúng y chang như vậy á thì mới được. Thì có phải là mình bị dính mắc vô nó xong là mọi cái đến với mình cái mình gọi là mình chặn lại hết, mình đẩy nó đi hết, thì mình sẽ không có được không cả nhà? À, một cái ví dụ đơn giản hơn để nhà mình tiện hình dung nha. Ví dụ như trong đầu mình mong muốn là mình sẽ có được một anh người yêu đẹp trai, 6 múi, khỏe mạnh, giàu có. Ví dụ như vậy nha cả nhà. Thì có phải là nếu mà mình dính mắc vào cái mong muốn đó, à nhất định là phải đúng cái người như vậy, cái anh A, bây giờ mình đặt tên là anh A đi cả nhà, mình tiện hình dung ha. Là không, tôi mong muốn là tôi phải có một anh người yêu giống như anh A, y chang anh A, thì tôi mới chịu. Là lúc đó là mình đang dính mắc vào cái hình ảnh đó. Nhưng mà nếu mà mình khi mà mình bị dính mắc vào cái hình ảnh đó rồi á cả nhà, thì những cái điều như ý khác nó tới á, mình chặn luôn. Ví dụ như cô hàng xóm nói là à bây giờ cô muốn giới thiệu cho con một cái anh này rất là tốt, thì có phải là mình sẽ từ chối ngay từ đầu không? Không, mong muốn của con là một anh người y chang như vậy nè, thì cái anh đó có được như vậy không? Không được như vậy thôi con không gặp. Hay là có một người bạn nói là sếp của bạn ấy đang độc thân và rất là tốt như thế này như thế này, thì có thể hai hai bên mình cùng làm quen đi. Thì có phải là do mình dính mắc vào cái anh A đó nên mình cũng từ chối thẳng luôn không cả nhà? Mình từ chối thẳng những cái cơ hội, những mối nhân duyên xung quanh mình luôn. Nhưng mà mình không biết rằng là ngoài anh A này còn có nhiều anh B, anh C, anh D khác cũng rất là tốt, rất là như ý không cả nhà, mà mình chặn hết trơn. Thì cái đó là cái dính mắc đó cả nhà. Nếu mà mình không dính mắc, mình an vui, mình bao dung, mình trân trọng biết ơn, mình giữ cái nguồn năng lượng đó xuyên suốt á, thì mình sẽ thu hút được mọi điều như ý đến với mình. Nhưng mà vì mình dính mắc nên là mình chỉ dính vào cái hình ảnh đó thôi, mình bỏ lỡ rất là nhiều cái điều như ý xung quanh của mình. Có rất nhiều điều như ý đến với mình cả nhà, sẽ không đến ở dạng này, sẽ đến ở cái dạng khác mà mình không thể hình dung được. Nhưng mà vì mình dính mắc vào một cái hình ảnh đó nên là mình không có cảm nhận, mình không có đón nhận được những cái điều như ý khác. Cả nhà mình nắm tới đây trước nha, là tại vì ở đây cái công thức đủ đầy này của mình nó có 3 phần lận. Thì đầu tiên mình là rõ mong muốn, cái thứ hai á cả nhà cái thứ hai là chủ động chịu trách nhiệm 100%. Cái điều thứ hai đó là mình phải chủ động chịu trách nhiệm 100%. Tức là mình rõ mong muốn của mình rồi, mình rõ mong muốn của mình là gì rồi, thì mình chủ động chịu trách nhiệm để thực hiện cái điều mà mình mong muốn.
thì tự khắc mình sẽ có được sự đủ đầy. Còn không á cả nhà, mình muốn xong mình không có chịu trách nhiệm, mình muốn là lúc nào mình cũng có cảm giác là mình bị thiếu hết, mình cứ muốn là người này, ba mình, mẹ mình, người yêu mình hay những người xung quanh mình phải thực hiện cái mong muốn đó của mình, trong khi mình không có chủ động chịu trách nhiệm mong muốn của mình, nhưng mà mình lúc nào mình cũng ngồi chờ người khác thực hiện cái mong muốn đó của mình. Còn họ mà không làm á, cái mình cảm thấy bực mình thấy thấy thiếu thốn, mình không có đầy đủ nổi, thì như vậy là không phải là cảm giác đủ đầy nữa nha. Nên là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái công thức đủ đầy này, đó là mình chủ động chịu trách nhiệm 100% với cái điều mà mình mong muốn. Thì có phải câu thần chú mà mình hay nhắc đó là ai muốn thì người đó làm không cả nhà? Khi mình rõ mong muốn, sau đó mình chủ động chịu trách nhiệm 100% cho cái mong muốn đó của mình, thì mình sẽ có được sự đủ đầy. Còn không lúc nào mình cũng sẽ thấy thiếu hết cả nhà. Ví dụ mình mong muốn cái đó, nhưng mà mình cứ chờ là chồng mình sẽ là người thực hiện cái mong muốn đó. Cái sao đó, anh không biết cái mong muốn đó của mình, anh không thực hiện. Hoặc là đôi khi mình nói cái anh quên mất, anh không thực hiện. Cái mình bực mình. Xong mình thấy là cái mong muốn đó mình không có được thực hiện, cái mình cảm giác nó thiếu thốn. Đúng không cả nhà? Thì cái ý thứ hai đó là chủ động chịu trách nhiệm 100% cho cái mong muốn mà mình muốn có. Rồi một cái điều quan trọng tiếp theo á cả nhà. Cái này nhà mình hay bị vướng mắc nè. Đó là mình biết thêm một cái nữa, đó là quy luật xứng đáng. Khi mà mình nắm rõ được ba cái này rồi sao mình hiểu 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 được cái công thức đủ đầy với cả nhà, quy luật xứng đáng. Quy luật xứng đáng là sao ạ? Nghĩ là sao ạ? Tức là những cái giá trị mà mình nhận được ngày hôm nay với cả nhà, nó luôn luôn tương xứng với những cái giá trị mà mình đã tạo lập ra. Giá trị nhận được cái quy luật xứng đáng ở đây nó có ý nghĩa là cái giá trị mà mình nhận được luôn tương xứng với cái giá trị mà mình đã tạo lập. Tức là những gì mà mình đang có, mình đang nhận được hiện tại nè cả nhà, nó đúng với cái giá trị mà mình đã tạo lập ra. Nếu mà mình cảm thấy là cái mình đang nhận được nó không có xứng đáng, thì có nghĩa là mình tạo lập giá trị chưa đủ. Ở cái quy luật xứng đáng này, mình hiểu là mình luôn luôn xứng đáng với cái mà mình được nhận. Tại vì cái giá trị mình tạo lập như đó thì cái mình nhận được là như đây thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy thôi, không, tôi thấy là cái này không có đáng, tôi là không có xứng đáng, tôi phải được hơn như vậy. Tôi không có chịu, tôi thấy cái này nó không có xứng đáng với tôi, vậy thì sao? Vậy thì bây giờ tạo lập giá trị nhiều hơn. Tại vì cái giá trị của mình tạo lập nó chưa đủ, nên là cái đó mình cảm thấy chưa xứng đáng. Vậy khi nào mình cảm thấy chưa xứng đáng thì bây giờ làm sao? Mình chỉ có tạo lập thêm nhiều giá trị thôi cả nhà. Mình tạo lập nhiều giá trị cho chính mình thì nó sẽ trở nên xứng đáng. Là ba cái ý cho cái sự đủ đầy cả nhà. Một là mình rõ được cái mong muốn của bản thân mình là gì. Sau khi rõ được mong muốn của mình rồi thì mình qua bước thứ hai, mình chủ động chịu trách nhiệm 100% với cái mong muốn đó, ai muốn thì người đó làm. Sau khi chịu trách nhiệm 100% rồi thì có phải là cái mình nhận được nó sẽ bằng với cái giá trị mà mình đã tạo lập, tức là cái quy luật xứng đáng đó cả nhà. Nếu mà mình cảm thấy cái mà mình đang nhận được hiện tại giờ nó không có xứng đáng với mình, vậy thì mình làm sao?
mình đi tạo lập lại cái thêm nhiều giá trị hơn nữa thì nó sẽ trở nên đủ đầy thôi cả nhà. Đó là cái công thức đủ đầy. Cả nhà mình có hình dung được không ạ? Có hình dung được chỗ này không cả nhà? Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ để nhà mình tiện hình dung nha. Quay lại cái ví dụ ban nãy là lúc ví dụ như mình mong muốn mình có được một người chồng, một người yêu là gọi theo cái cách mà mấy mấy bạn hay gọi là đẹp trai học giỏi con nhà giàu. Thì có phải là mình rõ mong muốn của mình rõ mong muốn của mình là mình muốn có một cái anh người yêu như vậy không cả nhà? Thì bây giờ mình rõ mong muốn rồi nè. Thì bây giờ mình chủ động mình chịu trách nhiệm 100% cái mong muốn đó của mình. Hiện tại có phải là hiện tại theo quy luật xứng đáng là hiện tại mình chưa có cái anh người yêu như vậy không? Vậy thì mình nói là thôi cái đó cái người hiện tại vì bây giờ việc mà tôi chưa có người yêu nó không có xứng đáng với những cái mà tôi mong muốn. Bây giờ tôi muốn cái xứng đáng hơn. Thì có phải là bây giờ mình đi tạo lập giá trị nhiều hơn mà mình tạo lập giá trị bằng cách nào? Mình tạo lập giá trị cho chính bản thân của mình á, mình chủ động chịu trách nhiệm mà. Thì bây giờ mình muốn có một anh người yêu như vậy thì có phải là bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa con nhà giàu, vừa có trí tuệ thì họ sẽ cần một người phụ nữ như thế nào ở bên cạnh họ không cả nhà? Thì khi mà mình tìm hiểu như vậy rồi á, à thì mình bắt đầu mình tạo lập giá trị bản thân của mình trở nên mình nâng tầm nhận thức của mình lên, mình trở nên có trí tuệ, mình thắp cái ngọn đèn trí tuệ cho mình lên nè. Xong rồi mình có phải là mình vận động mình thể dục thể thao để mình có thân hình chuẩn chỉnh không cả nhà? Tại vì họ người đàn ông đó là body đẹp 6 múi thì cái người phụ nữ đứng bên cạnh họ cũng phải có một thân hình đẹp chứ đúng không cả nhà? Rồi ví dụ như là người đàn ông đó giàu có rất rất nhiều tiền đi chẳng hạn thì mình cũng phải có những cái tài sản riêng của bản thân mình để xứng với cái người đàn ông đó đúng không cả nhà? Thì đó là mình đang chủ động chịu trách nhiệm 100% đó cả nhà. Mình muốn thì mình làm. Thay vì mình đi tìm ong bướm thì mình không trồng một cái vườn hoa à. Khi mà có một cái vườn hoa đủ đẹp đủ thơm rồi ong bướm sẽ tự quay về. Thì đó là một cái ví dụ để nhà mình dễ hình dung về cái sự đủ đầy đó. Và khi mà cả nhà mình để ý là khi mà mình trở thành một cô gái như vậy rồi á thì có thể là cái người đàn ông mà đến với mình, cái người yêu mà đến với mình có thể là không có, tức là cái này là mình đang quay lại cái đầu tiên là không có dính mắc này cả nhà, tức là mình mong muốn cái người đàn ông như vậy nhưng mà mình không có quá dính mắc vào cái mong muốn đó của mình, nên là khi mình đã hoàn thiện hơn từng ngày như vậy thì có phải là mình thu hút những cái người đàn ông rất là tốt đến với mình không? Và khi mà ai đến với mình đó, thì mình cũng biết ơn cái sự hiện diện của họ, mình an vui với những cái mà mình đang có, thì có phải là mình đang thu hút mọi điều như ý không cả nhà? Em thấy lúc nãy chị Bình giơ tay á là chị có đang thắc mắc nghi vấn gì chỗ này không chị Bình? À, dạ, cho cô Nhung cho mình hỏi một xíu này, cái đây là cũng hỏi để hiểu bài thêm thôi nha. Cái chỗ mà Dạ. đủ đầy trong cái ví dụ mà cái chỗ mà cái chàng trai mà cái cô gái mà mong muốn có người có cái người chồng mà 6 múi á, 6 múi mà Dạ. học giỏi coi nhà giàu á, thì mình cảm giác mình có cái nghi vấn như thế này nè. Ví dụ như cô đấy cũng muốn có một cái anh chồng với những cái tiêu chuẩn như vậy, rồi sau đó là cô ấy đi lập tạo lập giá trị, nhưng mà ví dụ như trường hợp có một cái cô đó đã thích cái một cái anh chàng nào đó có những cái tiêu chuẩn đó rồi, ví dụ như trường hợp đó có thích một cái anh đó, nhưng mà khi mà quá trình mà tạo lập giá trị á thì thứ nhất là nó sẽ xảy ra cái trường hợp là ví dụ như là cô ấy, sẽ hiểu được là cần ví dụ như một người phụ nữ như vậy thì cần phải có cái sự thân hình đẹp nè, rồi phải có trí tuệ rồi các kiểu á, nhưng mà khi mà mình trong quá trình mình học á thì
trong quá trình mà cô ấy rèn luyện á thì nó sẽ ví dụ như nó sẽ không đạt tới hoặc là như thế nào đó, mà ví dụ như cái tiêu chuẩn đó mình không với tới á, thì bình thường nó sẽ cái người đó họ gọi là kiểu như họ sẽ bị hay bị sẽ rơi vào cái trạng thái là mình có cái mong muốn cao quá, sau này mình không đạt được là mình sẽ hay bị rơi vào cái trạng thái là bị chán hay đau khổ gì đó. Thì mình hiểu cái trường hợp như sao cho đúng nha. Hoặc là khi cô ấy bắt đầu là rèn luyện bản thân mình để cho tăng về trí tuệ hoặc là tăng về sức khỏe, về vóc dáng, thì ở trong cái môi trường đó thì không gặp được cái anh A này thì cô ấy là cũng sẽ gặp được những cái người có giá trị như vậy, đúng không? Hay như nào nhỉ? Mình cũng chưa hiểu lắm. Hiểu lắm. Nhưng mà mình trong Chị hết nghi vấn nha chị. thì thấy trong cuộc sống á, ví dụ như giống như một người phụ nữ họ ở cái mức bình thường thôi, đúng không, nhưng mà họ lúc nào họ cũng mong muốn có một người chồng thật là giỏi, thật là giàu vậy đó, rồi sau này họ xem cái mẫu hình như vậy, và mình họ khi mà họ gặp những cái đối tượng của họ rồi á thì họ sẽ gọi là theo đuổi họ, họ làm một cách để họ tiếp cận này kia, nhưng mà trong quá trình của họ học tập họ rèn luyện nhưng mà nó không đạt được cái tiêu chuẩn của cái người mà người người chồng trong mẫu của họ, thì họ sẽ xảy ra những cái gọi là họ hay đau khổ á. Thì mình không biết là cái trường hợp đó thì mình sẽ lý giải như thế nào nha, chị cũng chưa rõ cái gì làm. Đây chị, mình sẽ cùng quay lại cái công thức đủ đầy chị ha. Thì có phải là chị đang nghi vấn là một cô gái bình thường nhưng mà có mong muốn là sẽ có một cái người yêu rất là giỏi, giỏi toàn diện về mọi mặt. Thì vì cô ấy mong muốn là có một anh người yêu như vậy nên cô ấy thay đổi bản thân mình để trở thành một người xứng đáng với cái anh người yêu đó. Ví dụ như cô ấy có một cái hình mẫu luôn là anh A, thì cô ấy đang mong muốn là cô có thể làm người yêu của anh A, đúng không ạ? Và cô ấy thấy là anh A này vừa đẹp trai, vừa sức khỏe tốt, vừa thân hình đẹp, vừa nhà có gia thế. Nhưng mà bây giờ cô là một người bình thường thôi. Thì bây giờ bình thường con người mình đó cả nhà, mình hay để ý là mình thích cái quả không ạ? Mình thích cái người đàn ông đó mà mình không bao giờ mình đi quay ngược lại bồi cho cái nhân hết. Giống như nãy mình chia sẻ đó, đây là mình muốn có được cái người đàn ông như vậy thì bản thân mình phải như thế nào? Thì có phải là ở đây khi mà chị Bình đặt nghi vấn là chị Bình nói rằng là à, cái cô gái này cô biết như vậy nên cô ấy về cô ấy bắt đầu là cô ấy thay đổi bản thân. Cô ấy bắt đầu học tập để có trí tuệ hơn, rồi bắt đầu rèn luyện thể chất để cơ thể khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn và nhiều cái yếu tố khác nữa để mà có thể đáp ứng được tương xứng với cái người đàn ông mà cô ấy đang mong muốn. Là hiện tại là cô ấy có mong rõ mong muốn này, cô ấy chủ động chịu trách nhiệm 100% nè. Nhưng mà cái mà mình đang nghi vấn cuối cùng ở đây, mình đang lăn tăn, thì có phải là khi mà cô ấy đang làm như vậy xong xuôi hết rồi nhưng mà vẫn không có cái đạt được cái mà cô ấy mong muốn, tức là cái nhận được của cô ấy á, cô ấy cảm thấy không xứng đáng không? Thì quay lại cái quy luật xứng đáng này cả nhà, mình có cái nhận thức về cái quy luật xứng đáng này, tức là những gì mà mình đang có hay nhận được nó đang tương ứng, nó bằng với cái giá trị mà mình đang tạo lập. Vậy thì cái việc mà cô ấy chưa chưa trở thành cái người gọi là chưa có được cái mong muốn là người đàn ông đó là người yêu của mình á, vì cái giá trị mà cô ấy tạo lập chưa có đủ. Tức là mình có cái nhận thức đó, mình có cái nhận thức đó, à tôi rõ mong muốn rồi, tôi chịu trách nhiệm chủ động 100% như vậy rồi mà tôi vẫn chưa đạt được, thì có nghĩa là cái việc mà tôi tạo lập giá trị nó chưa đủ. Vậy thì bây giờ tôi quay lại, tôi tiếp tục tạo lập giá trị. Khi nào cái giá trị của tôi tạo lập đủ rồi thì tôi sẽ nhận được cái điều xứng đáng với đó của mình. Thì qua ngày qua tháng, khi mà cô ấy bắt đầu ngày càng tốt hơn, ngày càng tốt, ngày càng tốt hơn á, thì có phải là cô ấy sẽ nhận được cái thành quả xứng đáng với cái việc mà cô ấy thay đổi không ạ? Hay là ít nhất là, tức là cô ấy không có bị, nếu mà trong trường hợp là không đến được với người đàn ông đó thì cũng sẽ có một cái người đàn ông như ý để đến với cô ấy, đúng với cái hiện trạng của cô ấy như vậy không? Có phải là một cô gái rất là tốt, rất là có trí tuệ, có nhan sắc thì sẽ thu hút những người đàn ông tốt, có trí tuệ giống giống như cái tần số rung động năng lượng như vậy không? Thì cái đó là cô ấy đang thu hút điều như ý đó. Thì quay lại cái công thức đầu tiên của mình nè, là cô ấy không có dính mắc vào cái anh đấy. Lúc đầu là cô ấy có cái mong muốn à là sẽ được làm người yêu của anh ấy,
Nhưng mà sau này khi mà cô ấy chịu trách nhiệm 100% với bản thân rồi, cô ấy tạo lập giá trị rồi, nhưng mà cái thành quả cô ấy nhận về á là à cô chưa có làm người yêu của anh này được vì nhiều ABC các lý do gì đó, thì nhưng mà cô ấy không có dính mắc vào anh ấy. Nếu mà cô ấy dính mắc nhất định tôi phải làm người yêu của anh này thì cô ấy sẽ đau khổ đi chị Bình. Là lúc nãy chị Bình đang nghi vấn là không có yêu được anh này rồi xong cô ấy đau khổ thì sao á, là cái đó là cô ấy đang dính mắc này. Nhưng mà nếu cô ấy không có dính mắc vào cái việc đó, cô ấy nói là bây giờ tôi đã tạo lập rất nhiều giá trị, tôi đã chịu trách nhiệm 100% hết rồi, tôi đã trở thành một con người tốt nhất có thể mà tôi đang tốt ở hiện tại rồi, nhưng mà vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu của cái người đàn ông đó, vẫn không thể trở thành người yêu của người đàn ông đó, thì thôi bây giờ tôi, một là tôi tiếp tục tạo lập giá trị, nếu mà hợp duyên á thì tôi với anh đến với nhau, còn nếu không thì tôi vẫn cứ an vui bao dung, tôi biết ơn mình đã cố gắng ở hiện tại như vậy như vậy, thì cô ấy sẽ thu hút những cái điều như ý khác đến, tức là một người đàn ông cũng sẽ giống giống như cái mong muốn của cô ấy sẽ đến với cô ấy, mà nhiều khi cô ấy không có nhận ra vì khi mà đó là cô ấy đã thay đổi rất là tích cực rồi, rất là đẹp rồi, rất là trí tuệ rồi, thì có những đàn ông, người đàn ông á rất là phù hợp với cô ấy, cũng sẽ giỏi, cũng sẽ đẹp trai, cũng sẽ nhà giàu, tương ứng như vậy luôn, như giống cái mong muốn ban đầu của cô ấy luôn, đến với cô ấy, chẳng qua cái người đàn ông đó không phải là người đàn ông A thôi. Dạ, rồi cảm ơn cô Dinh, cô Dung nha. Dạ, mình hình dung được chỗ này không chị Bình? À, chị hình Quả dung được đáng đủ đầy là như vậy á. rồi. Tức là nếu cô gái ấy bị dính mắc vào cái người đàn ông A là thì cô ấy sẽ bị đau khổ, là sẽ bị thiếu này, cảm thấy thiếu thốn này, không đạt được. Thì nhưng mà cô mình quên mất cái ý thứ ba là cái quy luật xứng đáng, cái mình đang nhận được luôn luôn xứng đáng với cái giá mà trị mình đang tạo lập. Còn nếu mà mình không hài lòng với cái mình đang nhận được thì mình tiếp tục tạo lập giá trị đi, vì cái giá trị mình tạo lập chưa đủ, mình chỉ có nhận thức như vậy thôi thì mình sẽ có cảm giác đủ rồi. Thì có phải mong muốn ban đầu của cô ấy là đẹp trai học giỏi con nhà giàu không ạ? Thì cái anh B cũng đẹp trai học giỏi con nhà giàu vậy, đúng không? Nhưng mà tại vì mình cứ dính mắc vào anh A nên là mình mất cơ hội để tiếp nhận những cái người khác. Đó là công thức đuổi đầy đấy cả nhà. Cả nhà mình có thắc mắc, cái đó là về lĩnh vực về tình cảm đi, tình cảm, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Vậy thì những cái lĩnh vực khác trong đời sống cả nhà mình có thắc mắc không? Trong công việc, hoặc là trong lĩnh vực sức khỏe, hoặc là những cái lĩnh vực khác đó, thì cả nhà mình có đặt nghi vấn hoặc là có một cái ví dụ cụ thể nào để mình cùng phân tích với nhau để mình hiểu rõ hơn về cái sự đủ đầy này không cả nhà? Có Dạ, em mời chị Bình ạ. À. mình cái chỗ không dính mắc và nhu cầu và mong muốn đó, thì qua cái ví dụ đó thì mình có ba cái đó là mình phải rõ mong muốn, mình phải chủ động, mình chịu trách nhiệm 100%, và thứ ba là quy luật xứng đáng. Mà qua cái ví dụ mà anh người yêu là mình hình dung được. Nhưng mà ví dụ như Dạ. nếu mà áp dụng cái công thức đủ đầy vào cái ví dụ như trong công việc của mình đi, thì mình sẽ áp dụng như thế nào nhỉ? Dạ, mình đưa ra một cái ví dụ cụ thể luôn chị Bình, xong mình cùng nhau phân tích luôn nha. Để mình nhận, để hôm nay mình nhận được cái sự đủ đầy này luôn. Như ví dụ như trong công việc mà mình muốn công việc của mình nó thuận lợi á, ấy là nó được gọi là nó như nào nhỉ, nó Dạ, rõ ràng bây giờ nhé. thì em đặt ra câu hỏi luôn nha, xong rồi chị Bình phối hợp cùng với em nha. Dạ, bây giờ mình sẽ đặt ví dụ là trong công việc của chị Bình. Thì đầu tiên mình rõ mong muốn này, mong muốn của chị trong công việc là gì nè. Dạ, mình đi theo từng bước ha. Đầu tiên là rõ mong muốn. Dạ, thì cái mong muốn của chị trong công việc là gì? Về công việc của mình thì mình mong muốn là thứ nhất là cái công việc của mình là nhà nước nên thành ra nó cũng ổn định, đấy là mình cũng mong muốn là nó sẽ có chiều hướng nó tích cực, là ví dụ như là mình hàng ngày mình đi làm như vậy mình không có bị những cái điều áp lực, ví dụ như vậy đó, áp lực về sếp và trên rồi các kiểu á, mình sẽ để mình rõ thì như này, rồi các mối quan hệ của đồng nghiệp thì
mọi người quan tâm và hỗ trợ nhau á, thì cái đó nó phải gọi là rõ ràng cho em ha. Dạ, đó là, vậy thì mình trả lời thêm một câu hỏi nữa là, tức là mình muốn các đồng nghiệp đối xử tốt với nhau để làm cái gì? À, ý là mình đối xử tốt, để mà mình đối xử tốt thì mình sẽ công việc của mình làm nó tập trung hơn. Dạ, rồi mình tập trung hơn trong công việc để làm cái gì? Để mình hoàn thành công việc ấy, là mình có hiệu suất hơn ấy. Dạ. Vậy thì cái mong muốn của chị Bình cuối cùng là cuối cùng rõ ràng hơn một xí trong công việc của mình đi chị Bình. Tại vì mình đang chung chung á, bây giờ mình rõ hơn một xí nữa thì mình sẽ dễ hơn. Chị cũng đang thấy chung chung hơn à, rõ ràng. Ví dụ như là chị muốn, ví dụ như chị muốn tăng lương trong cuối năm đi, công việc của mình Dạ, là sẽ được ví dụ vậy đi. Đó, mình phải rõ ràng thôi. Tức là mình rõ được cái mong muốn này nè chị Bình. Chứ mình chưa có rõ được cái mong muốn thì mình cứ bắt đầu mình có phải là mình hỏi sâu hơn không? Ví dụ như chị nói là để công việc mình đạt hiệu suất hơn. Vậy thì đạt hiệu suất hơn để làm cái gì? đúng rồi, chị cho đưa một cái rõ ràng là ví dụ như chị muốn tăng lương vào cuối năm nay, thế là đó. Dạ rồi, vậy thì bây giờ mình rõ được cái mong muốn của mình là muốn tăng lương nè. Muốn tăng lương vào cuối năm là mình rõ được mong muốn rồi đúng không ạ? À? Đúng Rồi bây giờ mình qua cái bước thứ hai nè. Là khi mình đã rõ mong muốn rồi thì mình chủ động chịu trách nhiệm 100% với cái mong muốn đó của mình. Thì mình là người muốn tăng lương thì có phải mình là người làm không cả nhà? Bây giờ mình muốn tăng lương công trong công việc thì có phải là mình sẽ phải làm việc nó hiệu quả hơn, năng suất hơn thì bên trên họ mới thấy cái mà mình bỏ ra như vậy thì họ mới xem xét để họ tăng lương không ạ? À? Thì có phải là bây giờ là mình bước thứ hai nè, mình có mong muốn rồi thì bây giờ mình chủ động chịu trách nhiệm 100% với cái mong muốn đó thì bây giờ mình phải làm gì trong công việc của mình, mình sẽ phải tuân thủ nguyên tắc như thế nào, làm việc đúng hiệu suất ra, đạt hiệu suất ra sao để mình có thể là có cái lý do để mình trình bày lên là à trong năm vừa qua mình đã đạt được những cái như thế này thì mình đề xuất tăng lương mới được. Chứ nếu mà mình làm việc cứ tình tề bình thường mà mình đề xuất tăng lương thì sao người ta tăng lương được đúng không ạ? Thì cái này là mình đang chủ động chịu trách nhiệm 100% nè. Đúng không chị Bình? Dạ. đúng. Dạ rồi, thì cái này là mình nắm tới đây rồi chị ha. Xong, cái thứ ba là quy luật xứng đáng thì mình hiểu ở đây nè là với cái mức lương mình đang nhận được á, hiện tại thì nó bằng với cái giá trị mà mình đang tạo lập. Vậy thì bây giờ mình muốn cái mức lương nó tăng lên gấp 2, gấp 3 hoặc gấp 5 lần chẳng hạn thì cái việc mình tạo lập giá trị nó cũng phải tăng lên như vậy thì nó tương ứng với cái mà mình đang nhận được. Thì khi mà mình hiểu được cái điều đó đó thì có phải là mình cảm thấy đủ đầy rồi không? Mình đâu có thấy thiếu thốn gì đâu, tại vì mình nói là lúc đầu mình có cảm giác thiếu là à cái số tiền lương này nó không có xứng đáng với tôi cảm thấy nó không có xứng đáng. Thì mình cảm thấy thiếu. Nhưng mà mình có cái nhận thức này nè, quy luật xứng đáng tức là những cái mình đang nhận được lúc nào nó cũng bằng với cái mình tạo lập hết. Vậy thì mình cảm thấy cái tiền lương hiện tại bây giờ của mình nó chưa xứng đáng với khả năng của mình, với năng lực của mình. Thì bây giờ mình tạo lập nhiều giá trị hơn nữa để mình nhận được cái xứng đáng là tiền lương sẽ được tăng lên. Để tiền lương tăng lên như vậy thì phải giá trị mình tạo lập nó phải nhiều hơn hiện tại không? Thì mình nhận thức được như vậy thì lúc nào mình cũng cảm giác được đủ đầy trong người mình hết. Mà mình không có bị vướng mắc, mình không có bị dính mắc hay mình không có cái cảm giác là mình sẽ thiếu thốn hay là bực mình hay là oán giận, oán trách gì cái người sếp bên trên của mình là vì sao trả lương mình như vậy hết. À, chị hiểu rồi, cảm ơn Nhung nha. Nha. mình Không. mình mình là như vậy, nhưng mình thấy đi qua những cái ví dụ nó thực tiễn là mình càng hiểu bài hơn Mình ấy. đơn giản thì dễ hiểu hơn đúng không ạ? Cũng là dễ hiểu, em biết ơn cô Nhung. Nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình, các anh chị nào có cái điều gì mình cần nghi vấn thêm ở chỗ này không ạ? À? Mình nhận được sự đủ đầy chưa cả nhà? Rồi bây giờ có một cái nghi vấn như vậy thì cả nhà mình cùng nhau phân tích với nhau ha để mình hiểu sâu hơn về cái này luôn. Bây giờ cái mà hồi nãy giờ chị Bình với lại em cùng chia sẻ á là có phải là
À, nãy giờ mình chia sẻ thì em Nhung sẽ chia sẻ với cả nhà mình một cái bí mật này nữa đi cùng. Mình cùng nhau mình tìm hiểu thêm cái khái niệm này nữa ha. Đó là ở nhà mình có nhớ cái khái niệm về tổng nghiệp trong cấu trúc con người mà trong phần trước, trong video trước của nhà lãnh đạo hạnh phúc mình được học không cả nhà? Có Vậy con người mình thì có tổng nghiệp đúng không ạ? Trong cái cấu trúc con người của mình đó cả nhà. Thì chị Bình có nhớ là tổng nghiệp thì mình có cái gì không chị Bình? thức duyên và quả. Dạ đúng rồi, mình có nghiệp thức. Nghiệp duyên. Quả. Ở cái công suất đủ đầy này cả nhà, có rất nhiều người mình á bị vướng mắc ở ngay chỗ này lắm cả nhà. Bị vướng mắc ngay cái chỗ tạo lập giá trị này đó cả nhà. Tức là tôi cảm thấy cái điều đó không xứng đáng, nhưng mà tôi đã tạo lập giá trị rất nhiều rồi nhưng mà cái điều đến với tôi vẫn không xứng đáng, là mình bị vướng mắc ở đây rất là nhiều nè. Thì khi mà mình bị dính như cái đó nha, mình cảm thấy là mình tạo lập giá trị quá dần dần luôn, mình cứ tạo lập giá trị quá dần mà mình vẫn cứ thấy thiếu, mình vẫn không có đạt được cái điều mà mình mong muốn, mình cảm thấy không có xứng đáng với cái thành quả mà mình đã bỏ ra, thì lúc này mình bắt đầu mình bước tới cái này cả nhà. Thì có một cái bí mật cho cả nhà mình á, đó là khi mà có cái mong muốn á, khi mình có mong muốn rồi á, thì trong tổng nghiệp của mình là nó đã có cái đó rồi cả nhà, mà mình không nhận ra thôi. Nếu mà trong tổng nghiệp của mình không có cái mà điều mình mong muốn thì mình không có mong muốn đâu. Cả nhà mình hình dung được không ạ? Tức là tổng nghiệp trong hàng hà sa số đời của mình á, nó đã có cái đó rồi. Tức là mình có cái nhân đó thì mình mới có mong muốn. Thì mình hiểu, mình biết ngay chỗ này để mình biết rằng là trước sau gì á thì mình cũng sẽ đạt được cái kết quả đó thôi, tại vì mình đã có cái nhân đó rồi. Thì lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy đủ đầy mà không không bị cảm thấy thiếu thốn hết cả nha. Tức là mình chủ động mình nhìn thấy được cái gì mình đang có. Và mình biết chắc rằng là trong tổng nghiệp mình đã có cái đó rồi, nên chắc chắn nhất định là trước sau gì mình cũng sẽ có cái đó thôi. Thì mình sẽ luôn có cảm giác đủ đầy. Cái công thức này người ta gọi là đủ đầy khi chưa đủ đầy ấy cả nhà. Ví dụ như cả nhà mình có một cái câu chuyện về cả nhà. Trên đường đi á, mình đang đạp xe đạp trên đường đi thì mình thấy có một cái cục đá ở giữa đường. Thì á, con người mình á thấy cục đá ở giữa đường thì có phải là mình có cơ hội là mình nhấy cái cục đá đó đi để mình chạy tiếp không cả nhà? Mình chạy tiếp vẫn an toàn bình thường. Nhưng mà không, lúc nào mình cũng thấy là mình sẽ té hết. Mình không có thấy cái mình đang có, cái sự đủ đầy mình đang có, rằng là mình đã thấy cái cục đá đó rồi thì mình sẽ lách qua được và mình sẽ chạy xe tiếp tục rất là an toàn. Mà mình luôn thấy cái sự thiếu thốn không có diễn ra, đó là mình sẽ té. Mình tới đó là mình sẽ té. Nhưng mà cái mà mình đang có, cái sự đủ đầy mình đang có là à, mình thấy cái cục đá đó rồi nên mình lách ra mình sẽ đi một cách an toàn, thì mình không có thấy nhận thấy cái điều đó. Cả nhà mình có để ý không ạ? Mình không thấy những gì mình đang có mà mình cứ tập trung vào cái mình thiếu không à, nên là lúc nào mình cũng không thấy đủ đầy hết trơn á. Có phải vậy không nhỉ? Cái bí mật ở cái công thức này là cả nhà, đủ đầy khi chưa đủ đầy. Công thức đủ đầy khi chưa đủ đầy, đó là
mình rõ mong muốn đó, thì là mình hiểu là mình có cái mong muốn, có cái nhân đó trong tổng nghiệp rồi, thì việc của mình là an vui, mình đón nhận nó, mình bao dung cho chính mình trân trọng, thấu hiểu, mình biết ơn những cái mà mình đang có thôi, đơn giản như vậy. Rồi sau đó mình tiếp tục tạo lập giá trị thì nhất định là mình sẽ đạt được cái điều mà mình mong muốn. Chỉ cần cả nhà mình có cái nhận thức này, ở đúng cái công thức này thôi, thì mình sẽ luôn có cái trạng thái cảm giác đủ đầy cả nhà. Dạ, cả nhà mình hình dung được cái phần đủ đầy khi chưa đủ đầy không ạ? À? Thì nếu mà mình có cái nhận thức đó rồi thì đâu có lúc nào mình cảm thấy thiếu đâu, đúng không cả nhà? Lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy đó, cái sự đủ đầy ở trong bên trong của mình đó cả nhà. À, tôi có cái mong muốn đó, tức là trong tổng nghiệp của tôi đã có cái đó rồi. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ tôi an vui, tôi đón nhận những cái đang có, tôi bao dung với bản thân của mình, tôi trân trọng biết ơn với những gì mình đang có, rồi sau đó mình cứ đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu tạo lập thêm nhiều giá trị để đạt được cái điều mà mình mong muốn, xứng đáng với cả mình, xứng đáng với cái điều mình đã bỏ ra cả nhà. Thì khi mà như vậy rồi thì mình có cảm giác thiếu thốn nữa không ạ? Thì khi mình có cái nhận thức đó rồi thì mình lúc nào cũng cảm thấy đủ đầy hết nha. Thì cái này là cái công thức đủ đầy khi chưa đủ đầy. Dạ. Dạ, học phần hôm nay của mình sẽ kết thúc ngay ngay cái phần công thức này luôn nha cả nhà. Tức là mình nhận được cái sự đủ đầy của ngày hôm nay luôn, là mình khá là trọn vẹn về cái phần yêu thương rồi đó. Mình nắm được 4 tầng bậc của yêu thương, mình hiểu khái niệm của yêu thương, mình biết ứng dụng 4 tầng bậc yêu thương như thế nào trong cuộc sống của mình. Rồi làm như thế nào để mình luôn có cảm giác đủ đầy về những cái điều mà mình đang mong muốn, và làm thế nào để mình đủ đầy khi chưa đủ đầy. Thì hôm nay mình nhận được luôn, mình chuyển giao trong ngày hôm nay nữa là tương đối của phần yêu thương rồi đó. Còn những cái phần cuối cùng như là công thức yêu thương hay là ngôn ngữ của yêu thương ấy cả nhà, thì có một cái quyển sách cả nhà mình có thể tìm đọc là 5 ngôn ngữ của yêu thương, thì mình sẽ hiểu rõ hơn và các cái ngôn ngữ yêu thương. À, chắc là chia sẻ cho cả nhà mình công thức của yêu thương luôn nha cả nhà. Dạ, mình nhận luôn công thức của yêu thương không ạ? Hay là mình tạm dừng ở đây cả nhà ha? Rồi ở một cái học phần khác á, Thuận Duyên thì mình chia sẻ kỹ hơn về công thức của yêu thương và 5 ngôn ngữ yêu thương sau. Còn hôm nay thì mình sẽ nhận được sự đủ đầy. Khi mình có sự đủ đầy rồi thì mọi thứ, mọi điều như ý sẽ được thu hút đấy cả nhà. Đây, mình quay cái công thức đủ đầy. Dạ. Thì đã đủ đầy rồi thì thu hút mọi điều như ý. Dạ, cả nhà mình hôm nay nhận được sự đủ đầy chưa ạ? À? Mình rảnh rảnh mình nhận cái sự đủ đầy về nha cả nhà. Ô, em thấy có chị Vân rồi nè. Biết ơn chị Vân hôm nay đã vào ủng hộ nhận được sự đủ đầy rồi đúng không ạ? Dạ. Ngay từ đầu mà Dạ, em biết ơn chị Vân từ nhiều nhiều.
Chia sẻ rất là tuyệt vời, hôm nay chị nhận được rất nhiều 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 kim cương ở đây đấy ạ. Dạ, mình biết ơn chị đã đón nhận nè. Mình đủ đầy rồi là mình thấy ở đâu cũng, mình thấy cái gì cũng tốt đẹp hết đó chị Vân. Mọi điều như ý nó sẽ đến với mình luôn. Và mình cảm giác như cái gì đến với mình nó cũng như ý hết á. Điều gì diễn ra thì cũng tốt. Đúng, cái gì diễn ra thì cũng tốt, không không hiểu được điều đó thì mình cứ không Mình hay bị vướng mắc. Dạ, mình sẽ bị dính bị mắc. Dạ, tâm thái quyết định sướng khổ. Dạ, chị Văn, em tặng chị Văn câu này, tâm thái quyết định sướng khổ. Dạ. ơn em nhé, đúng tâm thái quyết định sự khổ. Chị bị dính mắc về cái tâm nó không được an vui ấy. Dạ, chị Văn có Thế gì muốn chia sẻ với cả nhà mình không? Gọi là nên dạ em thuận duyên thì mình cứ chia sẻ chị Văn. Rồi mình cùng nhau mình tìm về cội nguồn nguyên nhân do đâu. nay nghe cô Nhung chia sẻ thì nhất là mình cũng hiểu được rằng là mọi cái điều xảy ra đứng đến với mình ấy, đó là do cái duyên đó, và mình còn dính mắc những cái điều mà mình mong Dạ. muốn thì cái mình không cảm thấy nó đủ đầy, luôn luôn thiếu thiếu thốn. Giống như lúc Yên Bình hỏi cái ví dụ về người yêu ấy, là mong một cái người như thế mà đến khi mình tức là phát triển cái bản thân mình đến cái tầm độ như thế mà mình lại không nhận được thì mình cảm thấy nó buồn khổ. Thế nhưng mà Dạ. nghe cô Nhung chia sẻ, chị vỡ ra điều là không phải mình cứ dính mắc cái ai ấy thì mình không đạt được thì mình sẽ thấy thiếu đấy, nhưng mà không dính mắc cái điều đấy thì mình sẽ được chủ động. Là mình thấy trong ba cái bước này là mình bị vướng ở cái đầu tiên rồi chị. Mình bị vướng ở cái chỗ dính mắt rồi chị Vân. Đấy mắt đúng rồi ấy. Dạ. Đấy, Mình mình có dính mong mắt muốn rồi luôn. nhưng mà mình cứ dính mắt vô cái đó nên là cái gì Đúng tới đúng. mình cũng không chịu hết trơn á, nên lúc nào mình cũng Đúng cảm thấy thiếu đúng. gì, mình không đạt được cái đó. À, À, nhưng đúng. mà khi mà mình vi tế ra một xí, mình sẽ nhận ra là nếu mình không có dính mắc vô cái hình ảnh đó thì những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Cái đó nó sẽ đến với mình không bằng cách nào, cũng bằng cách khác, bằng cái hình tướng khác đó chị ạ, mà mình không nhận ra đó. Đấy, chị thấy là qua cái điều này thì mình cũng không nên, đúng là bị dính mắc, thực ra là không dính mắc mà mình sẵn sàng đón nhận những cái điều mình nó đến với mình ấy, thì mình cảm thấy đủ đầy. Thì những cái điều nó đến thì chị nghĩ rằng nó cũng tương đương với những cái điều mình mong muốn đấy, Dạ. chứ không phải chính xác cái điều mình mong muốn mà mình đã dính mắc ấy, thì sẽ tốt hơn. Thế hôm nay chị cũng nhận được cái bài học rất là giá trị. Cảm Mình ơn em có Nhung cái nhé. ví Cảm dụ ơn. nào mình có cái ví dụ nào hoặc thực tế mà mình còn đang nghi vấn không chị Bằng, về hôn nhân gia đình cũng được, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính, tức là mọi cái vấn đề trong cuộc sống của mình đấy chị Vân, thì mình đều có thể là mình nâng tầm nhận thức, là mình có thể đứng trên được những cái vấn nạn đó đó chị. À, thực ra thì chị dính mắc vào rất nhiều cái vấn nạn, từ việc gia đình này, việc về công việc này, về tài chính, thì chị thấy qua cái bài hôm nay ấy, thì chị thấy rằng là mình toàn bị dính mắc không đấy, những cái điều mình mong muốn là mình lại dính mắc ngay vào cái điều đấy. Thế thì qua bài hôm nay chị cũng phát hiện ra rằng là để muốn đủ đầy thì mình không được dính mắc đấy, và mình sẵn sàng đón nhận những cái điều đến với mình thì đó là hiển nhiên, và nó sẽ là tương xứng với cái điều mình mong muốn và mình tạo tạo lập giá trị ấy đó. Thì Oh, hay quá chị. Là đó. mình nhận được rồi đó chị Văn. Tức là mình có mong muốn
mình có mong muốn rất là nhiều trong đời sống này, mình có rất nhiều mong muốn, mình không có sợ là mình có nhiều mong muốn, mình chỉ sợ là mình không có cái mong muốn gì, hay là mình không biết cái mình mong muốn gì thôi. Còn mình có nhiều mong muốn thì mình làm nhiều thôi, tại vì Sao ai mong muốn thì người đó làm mà. Dạ, mình rõ được cái mong muốn của mình rồi, đừng dính mắc vào đó, mà mình bắt đầu mình chịu trách nhiệm với cái mong muốn của mình. Xong rồi nếu mà mình đã chịu trách nhiệm rồi, mình làm hết sức rồi mà mình vẫn chưa đạt được cái mong muốn đó, thì do mình tạo lập giá trị chưa đủ. Vậy thì mình bắt đầu mình an vui, mình bao dung với bản thân mình là ở thời điểm hiện tại mình đã cố gắng hết sức rồi nè, mình an vui với cái kết quả mình đang có nè, rồi mình biết ơn những điều mình đang có hiện tại. Sau đó mình lại nhẹ nhàng vui vẻ mình đi tạo lập giá trị tiếp, tại vì mình biết chắc chắn là trong tổng nghiệp mình có cái đó rồi mình mới mong muốn, nhưng mà chẳng qua mình tạo lập giá trị chưa đủ nên mình chưa đạt được thôi. Vậy thì có gì đâu mà thiếu thốn, nó chắc chắn nhất định nó có rồi, thì mình cứ tạo lập giá trị, tạo lập giá trị, khi nó đủ rồi thì sẽ nhận được cái điều mà mình mong muốn. Thấy nó rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Đó là cái điều mình mong muốn mà mình chưa nhận được thì cứ tạo lập giá trị, bởi vì mình chưa đạt Đúng được. không? Cứ an vui và đủ đầy, cứ như thế thì mình cảm thấy luôn luôn mình thấy an vui và cũng luôn luôn mình thấy mình đủ đầy, chứ mình không bị thiếu. Cái khái niệm thiếu hay là cái suy nghĩ thiếu nó luôn làm cho người ta đau khổ. Là cái gốc năng lượng này nè chị Vân, nó rất là quan trọng luôn cả nhà mình. Cái gốc năng lượng này là sâu ở bên trong của mình á. Nếu mà cũng gặp mình khi mà mình thấy là cái việc mình đã cố gắng hết sức rồi mà mình sau mình không đạt được á, thì mình nếu mà mình an vui, mình đón nhận cái điều đó, mình bao dung với bản thân của mình là mình đã cố gắng hết sức ở thời điểm hiện tại rồi, mình trân trọng biết ơn cái mà mình đang có. Người ta nói là biết biết ơn á, mình nếu mà mình biết ơn cái năng lượng này nó hay lắm mẹ nhà, mình biết ơn điều gì thì điều đó sẽ bội tăng. Mình cứ biết ơn những điều mình đang có đi, rồi nó sẽ tăng dần tăng dần tăng dần, đủ lượng nó xảy ra chắc là mình sẽ đạt được. Mà mình cứ nói là mình bị thiếu thốn, mình chưa đạt được nên mình thiếu thốn, nhưng mà khi mà mình có nhận thức rằng là trong tổng nghiệp mình có cái đó rồi, mình mới có cái mong muốn, nên là nhất định là nó sẽ có. Mình cứ tạo lập giá trị là nhất định mình sẽ có, thì làm sao mà mình thiếu thốn được, đúng không? Cái điều đó nó chắc nhập nhất định có rồi, thì sao mình thiếu thốn được, lúc nào mình cũng đủ đầy hết. Thôi, cái đó là cái bí mật đó cả nhà mình. Cái bí mật lúc mà em nhận được cái này em kêu hết, ồ vậy mình đủ đầy quá đi. Cái tổng nghiệp này lúc đầu mình không biết, mình cứ nghĩ là mình không có là mình thiếu, nhưng mà mình đâu biết được là mình có hết rồi, chẳng qua là nó chưa có hiện ra đúng thời điểm nó xuất hiện thôi. Thì mình cứ tạo lập giá trị thì nó sẽ có. Giống như trong nếu mà trong tổng nghiệp mình á không có cái gì mà đi chinh phục mặt trăng á, khám phá mặt trăng, thì mình không có cái mong muốn là mình sẽ đi lên để khám phá mặt trăng nó có cái gì đâu. Hay là trong tổng nghiệp mình nó không có cái nhân đó là mình sẽ không có cái mong muốn đó. Nên là khi mà mình đã có cái mong muốn đó rồi á, thì mình hiểu rằng là tổng nghiệp mình đã có rồi, thì nó đã sẵn đâu đó rồi, bây giờ mình chưa có vì mình tạo lập giá trị chưa đủ, mình cứ tạo lập thêm nhiều giá trị thì nhất định nó sẽ đạt được. Vậy là đủ đầy đó cả nhà, đủ đầy khi chưa đủ đầy là vậy đó. Biết ơn chị Vân hôm nay nhận được sự đủ đầy rồi. Rất là tuyệt vời em ạ, đủ đầy khi chưa đủ đầy, Cái em từ ấy đủ rất là đầy á nó hay lắm chị Vân, nó khác với từ đầy đủ. Mình đầy đủ chưa chắc là mình đủ đầy, nhưng mà khi mình đủ đầy thì nhất định mình đầy đủ. Khi mà em nhận được tri thức này em kêu em cảm thấy là trời ơi sao mà tuyệt vời quá, sao mà mình có thể được biết đến cái tri thức này. Nếu mà mọi người ai cũng biết được cái tri thức này á thì đâu có bao giờ mà cảm thấy thiếu thốn đâu, đâu có bao giờ mà cảm thấy oán giận oán trách bản thân hay là nhiều cái vấn nạn khác đâu, mà cứ an vui nhẹ nhàng tin tưởng mà tạo lập giá trị để đạt được cái điều mình mong muốn thôi. Ai muốn thì người đó làm. câu thần chú của lớp học yêu thương mình ấy là ai muốn thì người đó làm. Bạn muốn cái gì, mình hiểu rõ được mong muốn của mình thì mình sẽ đạt được. Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều.
Em chào chị Thảo ạ. À. Em chào chị Nguyên. Dạ. Chào em. Dạ, chị Thảo vừa đi làm về ạ. À không, hôm nay nhà chị có khách nên chị vào muộn. Dạ, Sao lắm được. ạ. Chị Thảo có nghi vấn hay hiện thực về sự đủ đầy có chia sẻ cho cả nhà mình không chị Thảo? Đủ đầy Em à? nghe đồn là chị Thảo có nhiều hiện thực về sự đủ đầy lắm nè. Đồn ở đâu? Tây nó đồn nghe làm gì? sự đồn đầy à? Như nào nhỉ? Dạ, Nếu mà nếu mà nói về có sự đồn thì đầy ấy, mình có thể thì chị nghĩ là chia sẻ cùng với cả thì nhà. chị ở chị nghĩ là ra từ ngày xưa ấy, thì chị nghĩa là khi mà đọc thì chị nghĩ là khi mà đọc về luật hấp dẫn ấy, thì chị đã nhận nhận thức được cái sự đủ đầy ấy. Thì thực ra là mình không cố tình ấy, nhưng mà sau khi soi lại thì chị thấy là mọi người nói là mình gặp những điều bất như ý đúng không, nhưng mà thực tế thì có khi nó là điều như mình mong muốn ấy, như mình mong ở bên, nhưng mà bên trong mình không, thực ra là mình không hiểu cái cơ chế của mình ấy. Giống như mình đang phân tích là do mình tích năng lượng âm này, rồi mình cứ phát ra những cái tần số rung động năng lượng âm kiểu như vậy ấy, thì cuối cùng mình thu hút những cái quả bất như ý. Thế thì có phải là thực ra là nó giống như cái mình ở bên trong mình không, đúng không? Thế thì khi mà nhìn lại cái điều đấy thì thấy là à, thì nếu mà mình muốn đạt được cái quả mong muốn thì bên trong mình nó phải, nhưng lúc em nói ấy, thì nó là tương tự như vậy ấy. Đúng không? Thì là nếu mà mình muốn bên ngoài đủ đầy thì bên trong mình phải đủ đầy trước, thì tụi mình sẽ thu hút những cái sự đủ đầy về. Đủ đầy chị nghĩ là nó có cả về vật chất, nó có cả các mối quan hệ. Thì chị cũng, chị nghĩ là những cái mà chị trải nghiệm nó không không khác cái gì những cái gì mà em vừa nói đó. Bởi vì là chị thấy hôm nay cái này đúng là nó là những cái rất là hay ấy. Vì là mặc dù chị có muộn, chị không biết là những đoạn đầu mọi người nói về những cái gì, nhưng mà đoạn sau thì chị thấy là đúng là khi mà mình trân trọng biết ơn ấy, thì mình sẽ rất là dễ hài lòng. Bởi vì là vì cái trạng thái trân trọng biết ơn có phải là cái trạng thái mà thấy là lẽ ra mình không đáng như vậy, mình không đáng được nhận mà mình cũng được nhận, đúng không? Thì khi mà mình thấy mình không đáng ấy, thì chị thấy nó có một cái giống như là cái gì mình đang nói đấy, là cái việc là mình trở về không ấy. Có nghĩa là thấy mình giống như kiểu đứa trẻ, mình sinh ra mình có cái quái gì đâu, mình cũng chẳng mong là mình phải có cái gì cả, thì thành ra mình có một tí mình biết ơn rồi, thành ra là mình không mong là mình phải có bao nhiêu rồi mình mới vui. Ơ mình lúc nào mình thấy vui, đứa trẻ đưa một cái đồ chơi tí ti là nó cũng đã thấy vui rồi đúng không? Còn là chị lúc đó 1 tháng 24 ngày chị vẫn nhớ là cứ cầm cái áo này vất vất này, ông cô đập chân đập tay, cô ấy cười như nắc nẻ. Có nghĩa là xong rồi mình bảo ôi con nhà nghèo mà chỉ cần vẫy như này là thấy vui lắm rồi đấy. Thì thực ra là cái trạng thái biết ơn ấy, nó rất là, chị thì chị như là hôm trước thì ra cũng mình cũng nói một chút về cái biết ơn ấy, thì mình thấy là khi mà mình chỉ đưa về mình thật là thấp, thì thực ra là Lão Tử cũng có một câu ấy là biển thì rất thấp nhưng mà mọi thứ đều dồn về biển đấy. Thì mình thấy là thực ra mình khi mà mình đặt là mình cái tí, kể cả trong nhà hoặc kể cả khi chị đi lấy chồng nhá, thì mẹ chồng chị thời gian đầu cũng mắng chị, cũng không hẳn là mắng chị nhưng mà đại loại là bà có những cái vụ mà mình cũng cũng gọi là cũng sốc sốc văn hóa kiểu bà, thì nói chung là có những cái khác mẹ mình. Thế xong đấy là có những cái kiểu như là ví dụ có những cái lần mà bảo là bà nhấc một cái hộp đường lên, sau cái hộp đường thì nó kiểu như mình đóng nắp, thực ra là bà lấy cái lọ đường cho mình, thế mình ăn bánh do thì mình đóng cái nắp nó không chặt ấy. Thì lúc bà nhấc lên thì bà nhấc lên thì em hình dung là nó tuột cái nắp ra ấy. Thế là nó đổ cái lọ đường, bà hớt 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 xong là còn một ít cái đường ở dưới cũng khó được, bà mày chấm đi. Thế thì chị cũng chấm, thế xong là thế xong lúc sau thì con biết là chị lúc này nó bé xíu, nó chỉ hơn 1 tuổi, thế là bắt đầu nó ra nó cũng bốc bốc giống chị, thế mà thôi 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 nó, tại vì em hình dung là sân thì nó không sạch lắm đâu, bởi vì sân thì gà quá, nhiều khi nó đi qua nó còn có cứt cà chứ không phải là không ấy. Thế thì chị mới
chị mới gọi là thế xong là thế thôi, tóm lại thế thì thế xong là chị kể cho chị chồng chị cứ cười kiểu cứ ngặt nghẽo ấy, mà bảo đúng là chỉ có dâu út thì mới thế, chứ còn nếu mà vào người khác chắc còn lại lại kiểu lại đưa thành quan trọng hóa vấn đề ấy. Nhưng mà chị thì chị bảo là chị thấy là thì thực ra bà bình thường rất tốt rồi, bà còn mang cái lọ đường ra cho chị ấy. Thế nhưng mà nhiều khi cái cách bà hoặc là bà đang rất là tiết kiệm thôi, thì thực ra mình thì mình chẳng nghĩ là ôi mình ví dụ mình giảng viên đại học này hay là mình còn thế nọ thế kia, mình giỏi giang cái nọ cái kia, mình kiếm được nhiều tiền thế nọ cái kia, sao mình bị đối xử như thế, vân vân vân. Nếu mình nghĩ thế thì sẽ đau khổ đúng không? Còn chị thì nghĩ rất đơn giản, ôi thì mình con cái trong nhà bà thì cũng chỉ rất đơn giản, ở quê thì bà tiết kiệm vậy thôi, mình thấy không vấn đề gì, thế là chẳng thấy vấn đề gì cả. Đây lại là thì chị mới thấy là lúc nào kiểu mình cũng thấy mình rất là bé nhỏ, mình cũng chẳng đòi hỏi mình phải được cái gì cả. Cho nên là mình kể cả lúc mà bọn chị xong hiệu thời bọn chị mua nhà hạn, xong mà bà cũng có nói là bọn tao chả có cái gì cho chúng mày, cái chị bảo là bà ơi bà chỉ nuôi anh thức nhà con ấy hết 5 năm đại học là đã giỏi lắm rồi, thế còn sau thì bây giờ lớn rồi thì phải tự lo, còn bây giờ còn phải phụng sự báo đáp bố mẹ tôi chứ còn bà còn gì phải lo bọn con, tại bọn chị là út mà. Thế xong là thế mà đúng là sau đấy thì kể cả bọn chị có nợ nần thì bọn chị vẫn cứ lo cho ông bà, thế xong ông bà cứ bảo kiểu không lấy tiền thì bọn mày còn nợ thứ gì, chị cứ bảo là không bọn con thì còn có thể là một năm thêm nợ cũng sao cả, nhưng mà ông bà thì cái tuổi của ông bà cũng không đợi kiểu thế. Thì thực ra ông bà nội chị thì cũng nhà ông bà thì cũng nghèo, không có chỉ có mỗi lương của ông kiểu thế, thì chị cũng cứ thêm chút chút hàng tháng ông bà, thì có nghĩa là mình luôn, mà kể cả là lúc mà chị nợ rất nhiều nhá, hoặc là kể cả những thời điểm như là thời điểm đầu lúc mà chị chồng của chị chẳng hạn, là chị lúc đấy là mới lấy nhau thôi, bọn chị cũng không có tiền đâu, nhưng mà ví dụ như chị cần khoảng 30 triệu chị xây nhà chẳng hạn, là bọn chị đưa cho chị. Nghĩa là từ cái lúc như vậy, tại vì mình luôn luôn có một cái mình biết ơn những người mà ông chồng mình thì mình lấy ông là mình đã không phải lo lắng cái gì rồi, lương ông ấy thì cao, tất nhiên là mình cũng có lương không phải không, mà đại là ông ấy thì chủ yếu là ông ấy làm thì đương lương bao nhiêu ông đưa cho mình, thế rồi ông ấy nuôi con nuôi cái chăm con chăm cái, rồi mình ông ấy làm UNICEF, ngày xưa ấy thì mình sinh con là mình đều được ở bệnh viện Việt Pháp rồi các thứ, những cái chỗ rất là đàng hoàng kiểu vậy, thì mình đều thấy là ô mình đã nhận được quá nhiều so với những cái thứ mình mong đợi rồi. Bởi vì lúc chị lấy ông ấy là đấy, bạn chị nó hỏi chị hai câu, một là lấy nhau thì ở đâu, chị bảo lấy nhau thì thuê xong là hai là lấy nhau thì ông ở đâu, và ông lúc đấy vẫn đang làm ở trên trạm tàu Yên Bái xa tiếp một khơi, mỗi lần đi về, về ngày đấy nó còn khó khăn lắm, không tiện, nó mỗi lần đi về Hà Nội mất khoảng 8 tiếng Đấy, kiểu thế. Thế và xong đấy mà ông về đây ông làm, thế là mình đã thấy mình ơn lắm rồi. Cho nên là chị em của ông ấy cần gì, hoặc bố mẹ bất kỳ cái gì, mình không bao giờ mình nghĩ là mình cần phải giữ cái gì cả, và mình đều thấy là bọn mình còn rất là nhiều thời gian và mình chẳng bao giờ mình lo đói cả, cho nên là mình mà có cần mọi người cần thì là mình sẽ giúp thôi, kiểu như thế. Thực ra là mình giúp anh em nhà chồng hay anh em nhà mình thì cũng cũng thế. Thế nhưng mà thế sao mình mới thấy là à mọi người ông chồng thì nghĩa là sau chị chồng đã từng có một lần chị bảo là nghĩa là chị kể về Thảo với một đứa bạn của chị, nó bảo là sao có một đứa em dâu như thế thật à? Nhưng mà thực ra là mình không có nghĩ gì nhiều đâu, mình bảo là ô chị không phải nghĩ gì rồi, em thì cũng nghĩ là em gieo hạt cho con em nó gặt thôi, thì sau này nếu mà em nhỡ đâu em có khó khăn gì thì lại có rất nhiều người giúp chúng nó, thì chỉ đơn giản vậy thôi chứ chị cũng đừng phải nghĩ cái gì cả. Thì mình thực ra là sau này mình mới thấy là vì sao mình có thể cho mọi người một cách rất là dễ dàng, là bởi vì mình nghĩ là mình luôn thấy mình đủ rồi, kể cả lúc mình đang nghèo, mình đang chưa có gì cả, kể cả lúc đầu lấy nhau là hai vợ chồng không có cái gì, là chỉ có thế xong rồi ở đi ra Big C còn đi mua một cái mua một cái tủ vải ấy. Thế xong là ở cái nhà thuê nó có một cái đệm, nó không có, nó có cái đệm nó cũng 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 cũ rồi ấy. Thế là bảo là mua cái ga, xong mình bảo thôi lúc đấy làm gì có tiền mà, bảo thuê hết tiền không mua. Thế xong ông ấy cứ đứng ở Big C, ông có bảo thương thế lấy chồng nó không có gì
mà ngày đấy ông ấy cũng không có tiền đâu, cho thi thoảng mà chị còn có tiền hơn ông ấy, cho nên là chị còn thấy mà ví ông mà không có tiền là chị còn nhét tiền vào ví cho ấy. Đấy thì mình thấy là thực ra là mình không có lo lắng gì về tương lai, em mình dung là chị đi lấy chồng mà chồng mà chị chồng chị gái chị còn bảo là mình muốn muốn khóc rưng rưng một tí mà thấy em mình có cười tươi quá. Tại vì lấy chồng lấy được người mình yêu thế là đủ rồi, cần gì đâu. Thì mình nghĩ mình đâu có kém cỏi, ông ấy chắc cũng không kém cỏi, kiểu gì cũng kiếm đủ ăn. Thế và mình chả mong đợi gì, danh vọng thì là cái thứ mà mình đã không thích trước đấy rồi nhá. Trước khi lấy chồng chỉ là chị còn được offer một cái ấy ở trong cơ sở 2 của trường chị, nhưng mà chị không vào, chị bảo thôi lấy chồng mà chị cũng không thích quan trường chứ. Tóm lại là những cái thứ là thứ mình không không ấy rồi, mình không không mong đợi, mình không 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 ở trong cái mong muốn của mình. Em đang nói về mong muốn. Thế còn là tiền bạc thì mình thấy ô mình có được người mình yêu thế thì còn còn là mình sẽ chả thể nào mà mình đói kém được. Thế còn là mình luôn ý thức được là con người ta thì có một thì sẽ muốn có hai, để có đi xe xe đạp thì muốn đi xe máy muốn ô tô xịn, xong lại muốn đi máy bay, tóm lại thế có một mảnh đất muốn hai mảnh đất, xong tóm lại chẳng biết bao giờ là đủ. Cho nên là mình cứ thấy là mình đủ, thế là mà mình đủ thật, cho nên mình vô tư như củ sư hào ấy. Thế và sau này thì mình mới thấy là như hôm trước có nói với mọi người là tất cả những cái trân trọng mình, tất cả những cái mình có cho đến thời điểm hiện tại thì nó xuất phát từ cái trân trọng biết ơn ấy. Và nó hiển lộ ra thành vật chất. Thì cái câu chuyện của mình nếu mà dài hơi hơn thì nói về cái việc là bắt đầu thực sự đầy đủ. Bởi vì đầy đủ thì nó cũng là từ cái trân trọng biết ơn ấy, là mình biết ơn là mình thấy là cái tôi của mình rất là nhỏ bé. Mình cũng không là ai cả và mình không có đòi hỏi cái gì cuộc sống này phải cho mình, vì thế nên là mình thấy cái gì mình có một xíu à. Mẹ chồng mình thì thôi bà bảo mình chấm đường vào đất, nhưng mà bà bảo là bà lại đã vang mang cái lọ đường ra cho mình đã rất là quý rồi. Thế và bà bảo là thế mày có ăn được không, không tôi đổi cho chó. Ồ, con đang ăn bà. Thế xong lúc sau bảo thôi 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 bà dọn thì không là bà đổi cho chó, không còn lại ăn chanh phần chó. Thế nhưng mà mình nghĩ là thôi bà thực ra là bà còn nấu cho mình ăn ấy, mình đẻ con này về quê mà, thì mình chẳng nghĩ gì. Tóm lại là bà cũng đã rất là quý rồi, và mình nghĩ là bà thì đầu tiên ấy là bà quý ông chồng mình, bà yêu ông con bà, rồi bà yêu cháu bà, rồi rồi mình là xếp thứ ba. Mình nói chung là mét, cho nên là được tí là mình thấy vui rồi. Mình chả nghĩ là mình là cái gì, cái đinh gì gì đại loại thế. Đại loại là mình cứ cứ thấy là bà à, thực ra là bà có xấu nói một tí, có lần mình cũng nghe bà nói xấu mình ấy, nhưng mà thực ra là bà cứ bực bực thì bà nói thế, nhưng mà thực ra bà rất là tốt, bà quan tâm mình. Ví dụ như là mình mà chỉ cần thay quần áo rồi bà đưa đi tao giặt cho, kiểu kiểu như thế thì là rất là quý rồi đúng không. Thế thì chứ mình không bao giờ có khó khái niệm là so sánh với mẹ mình hay cái gì để làm cái gì cho nó mệt ra. Mình có thấy có một tí là mình đã quý rồi. Thì đấy, mình nghĩ là xoay quanh thì nó là cái sự là mình đặt mình rất là thấp. Nói lại cái câu của Lão Tử là biển thì thấp nhất nhưng mọi thứ đều dồn về biển, thì đúng là sau này mình mới đọc được cái câu đó. Chứ còn mình cũng không phải là mình đi gọi là mình sống vì lý thuyết, mà mình gần như là mình sống như vậy. Thế sau này thì mình đọc lý thuyết thì mình thấy à nó đúng, là bởi vì là mình sống như vậy đấy, nhưng mà nhà chồng mình thì yêu mình ra phết. Không biết là ở đây có cô thương hàng xóm không, nhưng mà ví dụ ngày xưa mình ở ở hàng xóm thế mọi người cũng quý phết kiểu thế, lúc nào mình cũng là đặt mình rất là cầu cái gì mọi người cần gì mình giúp cái nọ cái kia rồi. Chứ nhưng mà mình cũng không có kiểu đòi hỏi mọi người phải thế nọ thế kia với mình đâu. Thế thì cuối cùng là mình thấy là mình chả mong đợi ai, thì mình có một tí mình đã vui rồi, mình giống như cái đứa trẻ con ấy. Thế cho nên là ví dụ như là mình có hôm mình bảo là bác chị chồng mình là bác cãi nhau với bà, mình bảo chị ơi em bảo này sáng nay bà nấu cho em bát bát phở y như thế, bà cũng xào thịt bò, xong rồi bà bình thường thì mình mà nấu thì mình sẽ trần thịt bò đúng không, nhưng mà bà xào thịt bò thế xong là thế nhưng mà bà nấu cho em ăn là tốt lắm rồi, cho nên là em chả ý kiến gì cả. Thế xong là bác Bác thì cự nữ bà là sao bà lại nấu thế nào bà nấu thế kia ấy đó, mình bảo bà nấu cho ăn tốt lắm rồi, không phải xuống bếp mà nấu, tự xuống mà nấu ăn như kiến gì. Thì kiểu kiểu như vậy thì mình luôn thấy là à, thì từ cái sự là mình đặt mình rất là thấp, thành ra là
Muốn thấy lạ thì mình nhận được lạ là quý lắm rồi. Còn mình cũng không, lúc đấy là thời điểm đấy mình không học lý thuyết, mình cũng không biết là mình, lẽ ra mình không đáng được nhận, nhưng mình chỉ thấy là mình đặt mình rất là thấp, gần như không có cái gì cả, thì mình có một chút cũng là quý, có một chút quan tâm cũng là quý, có một chút tiền cũng là quý rồi. Ví dụ như vợ chồng mình là không bao giờ cãi nhau về tiền bạc, bởi vì là kể cả lúc khó khăn nhất, nhà mình khó khăn nhất, có những thời điểm mà ông chồng mình bị hen, mình bảo phải bán nhà đi, lúc đấy chỉ có một cái nhà, bảo bán nhà đi, anh bỏ tất cả các việc đi cho em, và bây giờ bán cái nhà này thì cũng sống được mấy năm, anh chữa bệnh này. Chứ đừng làm rồi nó kiểu lúc đấy nó lao lực quá ấy. Em lấy anh không có cái gì cả, thì bây giờ về vạch xuất phát không có vấn đề gì với em cả, vì mình luôn luôn là người sẵn sàng về vạch xuất phát kiểu như vậy. Thế nhưng mà cái cuộc sống này nó cũng rất là tốt bụng với mình, cuộc sống này cho mình rất nhiều thứ, mình thì sẵn sàng về vạch xuất phát, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ về vạch xuất phát, kể cả những cái lúc mà mình cũng cũng khó khăn. Mình cũng đã từng vay cắm cái nhà, vay tiền ngân hàng mình sống, nhưng mà những người xung quanh mình là không ai biết, kể cả chị gái mình không ai biết luôn, tại vì mình thấy là mình vẫn có thể xử lý được cuộc sống của mình, cũng không ai biết. Gần như là mình không giấu, không phải giấu, nhưng mà thực ra mình không có nhu cầu để nói, bởi vì là mình nghĩ là mình đang quản lý cuộc sống của mình tốt. Thì sau khi mình ngẫm lại thì mình thấy là ngay cả những lúc đấy mình cũng thấy mình đủ mà, bởi vì nếu có mà người thấy thiếu thì sẽ luôn phải phàn nàn, sẽ luôn phải rồi đi tìm đồng minh, rồi là mong muốn được giúp đỡ vân vân, thì mình thì lại thấy là mình đủ để mình có thể xử lý được. Và sau đấy thì đúng là sau đấy là mình cũng có những cái dự án mình đi làm, thì mình cũng, cũng có tiền kiểu như vậy, thì cứ dần dần là nó cứ ổn lên, thế xong là kiểu như thế. Hoặc là những cái trân trọng biết ơn của mình nó làm cho mình vì mình trân trọng biết ơn ấy, thì mình khi mà trân trọng biết ơn cái sự giúp đỡ người khác, thì khi người mình biết là người ta cần mình giúp người ta trước khi mà mình lo cho việc của mình, và sau này cái cơ hội của mình sau này mình có nó còn tốt gấp nhiều lần so với cơ hội trước đó. Lẽ ra mình nếu mà mình không giúp người kia mà mình làm cái việc đó, thì mình đã không có cái cơ hội, đã không 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 có cái cơ hội đằng sau đấy ấy. Mà cơ hội đằng sau đấy tốt hơn rất là nhiều so với đằng trước, mà thực ra lúc lúc trước là mình không hề nghĩ gì, mình chỉ nghĩ là cái người này đã từng giúp mình tốt như vậy, đã từng giúp mình, cho mình vay và vô điều kiện, không có thế chấp, không có gì hết, mà bây giờ anh khó khăn thì vợ chồng mình giúp lại, và mình khi mà mình có một khoản tiền là mình đã nghĩ đến anh đầu tiên, bởi vì mình biết anh đang khó khăn, anh không hỏi vay mình cũng cho anh ấy vay, bởi vì mình cảm thấy là quá là cảm động khi mà anh ấy sẵn sàng cho mình vay khi mà cần tiền để mua cái nhà trước đấy ấy. Kiểu như thế, thì cuối cùng là cái cơ hội mà sau mình có thì nó lại tốt hơn rất rất nhiều cái cơ hội trước đấy, và có thể nói là tất cả những cái sau này thì nó có được nhờ cái đấy. Thế cho nên là mặc dù là mình cũng có những cái quyết định, phải nói là nó cũng đúng thời điểm ấy, theo cái cách nào đó, ví dụ mình quyết định là ông chồng mình có một quỹ hưu và mình quyết định là thời điểm nào để mình rút tiền ra, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà mình thấy những cái đấy nó đều là nhỏ hết so với cái việc là vì mình trân trọng biết ơn mà mình đã nghĩ đến cái người đó trước, và mình nghĩ là khi mình không nói là mình phải trả, có một cái món nợ mình phải trả nhé, mà mình trân trọng biết ơn, nên là khi mà mình thấy họ cần thì mình cũng giúp họ như ngày xưa mà họ đã giúp mình. Thế thì kiểu kiểu như vậy. Thế xong cuối cùng là mình đâu có nghĩ rằng là cái cơ hội sau này của mình, lúc đấy thì nghĩ là thực tế là nếu mà mình đầu tư thì có thể mình đã có tiền lãi nhiều hơn chẳng hạn, nhưng không nghĩ gì. Thế nhưng mà sau này cơ hội sau này thì lúc đầu tưởng là nó vớ vẩn, nhưng mà sau nó lại là cơ hội tốt hơn rất nhiều do cơ hội đấy. Cho nên là kiểu kiểu như vậy ấy, thì mình thấy là nó bắt nguồn từ, nói lại một xíu là bắt nguồn từ việc là mình đặt cái tôi của mình rất là thấp, và cuối cùng thì nó giống như biển thấp nhất để mọi thứ đều dồn về biển ấy. Thực ra là nói thế, nhưng mình nghĩ rằng bây giờ mình giàu có hay gì cả, mình chỉ thấy là mình đang có rất là nhiều so mong đợi của mình thôi. Mình thì chả mong đợi gì mà có rất nhiều kiểu như thế, thì cái nhiều đấy của mình là so với mình ấy, so với cá nhân mình cũng giống như ngày xưa mình lấy chồng không có cái gì cả, nhưng mà mình cũng thấy là rất là đủ đầy kiểu thế, thì mình luôn luôn thấy có cái điều đấy. Thì đó, đấy là cái hành trình của mình. Bây giờ mình cũng bốn mấy tuổi, 44 tuổi rồi đúng không, thì cũng 43 sang tuổi 44, thì cũng đã trải qua được gọi là hai mấy năm, mười mấy năm lấy chồng rồi, thì mười mấy năm lấy chồng mới biết
mới biết đến tiền bạc các thứ, mới biết là thì có những cái phải lo lắng con cái rồi đầu tư vân vân, thì bắt đầu là rồi cũng có những cái mối lo về chồng rồi gia đình nhà mình vân vân. Thế thì đại loại là thế rồi. Nói chung là mình nghĩ là cái cuộc sống của mình nó rất là diệu kỳ ấy. Mình nó diệu kỳ đến mức là mình nghĩ là mình chả mong cái gì, mọi người còn phải đặt mục tiêu một điều thì mình chả đặt mục tiêu gì cả. Thế nhưng mà rồi nó cứ đến, hoặc là nhiều khi còn sư học NLP đã từng đặt mục tiêu vớ vẩn thôi xong quên bén ấy. Thế nhưng mà rồi không đặt được thật nhá, mà quên bén mục tiêu rồi. Có nghĩa là bảo là à có bao nhiêu tiền thời điểm này thế mà có thật đấy. Thế cho nên là nó cứ cuộc sống của mình nó như kiểu là một cái cuộc chơi rất là vui ấy. Có nghĩa là mình chơi rất là nhẹ nhàng ấy, mà mình không có nghĩ ngợi gì nhiều. Đương nhiên ấy là mình vẫn phải học rất là nhiều những bài học trong cuộc sống của mình, nhưng mà thì ví dụ như là mình có thể mình đủ đầy, mình thấy mình đủ đầy ở vật chất, mình không học bài học vật chất, nhưng mà có thể về mặt tình cảm chẳng hạn thì mình có thể mình vẫn thấy mình bị thiếu thốn lúc này lúc khác, và cuối cùng thì mình nhận được mình cũng thấy là mình thiếu thốn. Thế cho nên là bây giờ mình cũng phải học cái sự đủ đầy trong cả cái phần tình cảm. Ví dụ như là nhiều khi trước đây là chồng mình có làm việc nào việc kia, có 10 việc tốt thì có khi một việc dở hơi cắm hấp của ông thôi, là mình cứ nghĩ cái việc dở hơi cắm hấp nó mình làm cho nó phình như con voi ấy. Còn việc 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 mà 19 cái việc kia của ông ấy thì mình cho nó bé bằng con kiến ấy. Đó, lúc cần là vung xích chó lên. Thế nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ lại thực ra là vừa mới hôm qua ngồi nói chuyện với con bé con là đấy, buổi sáng là bố đi mua xăng cho mẹ đấy, mẹ tập thay gân đổi cốt mà bố bố đợi. Thế xong là bố cuối cùng là bố đi mua xăng cho mẹ để mà buổi sáng mẹ không phải xếp hàng đông, bố đi mua để nó sớm ấy, kiểu như thế. Thế cho nên là Vậy thì thế cho nên là đấy cái đó, xin chia sẻ với mọi người, chia sẻ với mọi người một xíu thế thế thôi. Dạ, biết Cảm ơn chị ơn Hà đó. em, Biết ơn chị Hảo đã chia cảm sẻ những cái hiện thực ơn mọi người. ở nhà mình rất là ngon luôn á. Mẹ ơi, mẹ ơi, phải ngon chi. À, cả nhà mình có nhận ra những cái bài học trong những cái hiện thực mà chị Thảo chia sẻ không cả nhà? Em nhung nhận được rất là nhiều hiện thực thông qua nhiều cái bài học của mình đó thông qua cái hiện thực của chị Thảo chia sẻ luôn đó cả nhà. Cả nhà mình có thấy là khi trong trong chị Thảo chia sẻ rất là năng lượng không? Và trong đó mình nhận thấy được là chị Thảo rất là biết cách làm lớn cái điểm tốt của những người xung quanh mình lên không cả nhà. Về người mẹ chồng của mình này, rồi về người chồng của mình này, hay những người xung quanh này, khi mà chị Thảo chia sẻ cả nhà, có phải là cả nhà mình để ý là chị hay làm lớn những cái điều tốt, những cái điều tốt của những người xung quanh mình không? Và như chị nãy lúc chị chia sẻ là có 19 điều mà cái điều mình cứ để ý vô cái điều xấu của ông chồng mình và những cái điều khác mình không không thấy không cả nhà. Đó, rồi thông qua cái câu chuyện của chị Thảo thì mình cũng có nhận thấy là về cái việc mà chị Thảo đang dùng tầng bậc 2 của yêu thương cả nhà, về cái sự bao dung với cả nhà, tức là thấu hiểu tôn trọng và chấp nhận như người ta vốn là. Có phải là khi mà mẹ của chị Thảo á cả nhà làm rớt cái đường xuống như vậy đó, thì thay vì người khác là bắt đầu oán trách sân si lên rồi, thì có phải là chị thấu hiểu rằng người mẹ mình như thế này, xong rồi tôn trọng chấp nhận người mẹ chồng của mình luôn cả nhà, bằng một cái. Và xuyên suốt cái hiện thực của chị Thảo á đều nhắc tới cái chuyện trân trọng biết ơn á cả nhà mình có để ý không ạ? Và bí mật là cả nhà mình biết ơn là mình, nếu mà mình biết ơn là mình sẽ được bội tăng những gì mình đang có đó. Nên là khi mà chị Thảo chia sẻ hiện thực là chị luôn đủ đầy, và chị thấy cái gì tới với chị nó cũng như ý hết, đều là những cái tốt, đều cả như ý, thì cái đó mình không có ngạc nhiên cả nhà, vì lúc nào cũng cảm thấy được cái nguồn năng lượng là an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn ở trong chị Thảo hết trơn. Thì cái việc mà thu hút được mọi điều như ý, trong dường như là chuyện gì đến với chị Thảo chị cũng cảm thấy nó như ý hết đó cả nhà mình có để ý như vậy không ạ? Vậy mà mình cũng thấy được rất rõ là chị rất là rõ cái mong muốn, cái nhu cầu của chị luôn á. Chị biết là chị đang cần cái gì, cần làm cái gì, rồi chị luôn đón nhận nó bằng cái sự an vui này, chị bao dung, chị biết ơn với những gì chị đang có ở hiện tại. Thì hiển nhiên là cái góc thu hút mọi điều như ý nên nó đến đó cả nhà. Thì trong cái câu chuyện hiện thực của chị Thảo, cả nhà mình nhận thấy được cái sự đủ đầy không ạ?
là cái công thức này nó ứng dụng thực tế vào đời sống luôn đó bạn nhỉ. Dạ, đó là biết ơn chị Thảo ngày hôm nay chia sẻ những cái hiện thực rất là xịn sò, rất là ngon của mình luôn, để cả nhà mình có thể hiểu hơn về về cái tâm thái quyết định sướng khổ đó cả nhà. Tâm thái an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Lúc nào chị Thảo cũng dùng cái tâm thái đó để chị Thảo đón nhận mọi việc xung quanh đó cả nhà. Chị cũng Dạ, đang rất học thôi, là cảm ơn. chị cũng đang học thôi, có nghĩa là cũng có những cái phần mà chị nghĩ là chị không cần phải học bài học, nhưng mà cũng có những phần chị vẫn phải đang học bài học. Cảm ơn Dạ. em đã động viên. Dạ, biết ơn chị Thảo nhiều ạ. Dạ. Dạ, học phần yêu thương này của mình hôm nay là sự đủ đầy đó cả nhà, và mình kết thúc cái phần học phần này của mình cũng rất là đủ đầy thông qua cái chia sẻ hiện thực của chị Thảo đúng không cả nhà? Dạ, vậy thì em Nhung xin phép chuyển giao lại phần Zoom cho anh Tân nhé nha. À, cô MC xinh đẹp của mình em chưa thấy nữa, thì chắc là em chuyển giao lại phần Zoom cho anh Tân để trai nhà mình nha cả nhà. Dạ. Biết ơn cả nhà mình. Rồi biên cô Nhung, nhà nhà mình có thể thả team reaction, nhà thả team reaction trên Zoom nè, hoặc là mình thả trên nội chat nè, hay vậy. Dạ, hoặc mình comment gửi lời biết ơn đến cô giáo Mỹ Nhung đã chia sẻ chúng ta về yêu thương, về thấu hiểu yêu thương. Dạ, có thấu hiểu thì mới có yêu thương đúng không ạ? Và với các công thức về các tầm bậc nhận thức này, và hôm nay là công thức đủ đầy thì cũng có nghe là công thức yêu thương nữa, nhưng mà chưa kịp. Dạ thì hẹn một dịp nào đó thì cô Nhung sẽ chia sẻ với chúng ta trọn trọn về khóa học yêu thương luôn, bởi vì khóa học yêu thương này là đôi khi cũng mấy ngày rồi nha, đúng không ạ? Rồi chia sẻ hiện thực nữa, giống như chị Thảo vừa chia sẻ vậy đó, thì cái hiện thực rất là quan trọng, bởi vì quan trọng mình học cái gì á là mình ứng dụng nó. Và đôi khi một số anh chị cũng cũng không cần phải học đâu mà từ mình nó giống cái tâm thái mình tốt á nên mình có hiện thực luôn, hay là giống chị Thảo là trân trọng biết ơn, đúng rồi, nắm vững cái chị nắm được cái chìa khóa trân trọng biết ơn trong cuộc đời, tự nhiên thấy là mọi thứ cũng cũng đều hanh thông. Công thức thì làm rõ thêm thôi, đúng không ạ? Làm rõ thêm công thức đem gì để mình biết cách, để sau này mình chuyển giao đôi khi mình có điều đó nhưng mà mình chưa biết cách chuyển giao, thì đó mình có công thức nữa thì mình có thể chuyển giao cho người khác, như nhau cho con cái của mình, đúng không ạ? Cho gia đình rồi cho đội nhóm. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ, biết ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng nhau qua lộ trình đó là yêu thương. Đây đây cũng là một từ khóa rất là quan trọng để chúng ta kiến tạo hạnh phúc. Các bạn, chúng ta kiến tạo hạnh phúc là đặc biệt đó là hạnh phúc tự thân. Dạ, và hẹn hôm tới thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập. Buổi hôm tới, buổi thứ năm á, thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập mà về yêu thương. Mình ôn tập này rồi mình chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ, là mình chia sẻ hiện thực á. Dạ, hôm nay thì cũng chưa có nhiều thời gian để nhà mình chia sẻ hiện thực. Thì hôm tới chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập chia sẻ hiện thực, và được nữa thì sẽ chia sẻ nhà mình về về cái nhân yêu thương, làm sao có anh chị có nghi vấn, các anh chị có nghi vấn làm sao để bồi nhân yêu thương không, làm sao để chúng ta bồi nhân yêu thương không. Dạ thì nếu mà chúng ta cũng có nghi vấn này thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào buổi tới để chúng ta cùng nhau ôn tập này, chia sẻ vào tâm đắc ngộ ra này, hay là chia sẻ hiện thực này. Dạ, và hiện thực nuôi dưỡng hiện thực, đôi khi cái câu chuyện của mình á lại là cái nguồn cảm hứng cho người khác, hay là đôi khi là mình thấy qua câu chuyện của người khác mình thấy cũng giống của mình, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ biết cách làm sao để bồi được cái nhân yêu thương này, bồi được cái nhân yêu thương này, và chúng ta ứng dụng trong thực tiễn luôn để có kết quả. Dạ, đúng không ạ? Một lần nữa thì biết ơn nhà mình rất là nhiều. Dạ, biết ơn cô giáo Mỹ Nhung đã chia sẻ chúng ta về học phần yêu thương, biết ơn tham gia của các anh chị, và để cùng nhau làm rõ về yêu thương và biết ơn bài học tâm đắc ngộ ra, cũng như là hiện thực rất là tuyệt vời của nhà mình. Dạ, một lần nữa biết ơn nhà mình rất là nhiều, và hẹn nhau vào hôm tới để chúng ta cùng nhau ôn tập. Dạ, cùng nhau ôn tập hai cả nhà. Biết ơn cả nhà rất là nhiều, thì cả nhà mình có thể là nếu mà không còn gì nữa thì nhà mình có thể bật mic lên. Dạ, để chào nhau và chúc nhau ngủ ngon, và hẹn gặp nhau vào buổi tới. Dạ. Dạ, biết ơn cả nhà mình, chào cả nhà. Cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Nhưng cả nhà rồi nắm về yêu thương á, thì hôm tới sắp tới thì chúng ta sẽ đi về mối quan hệ. Chúng ta biết cách yêu thương rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ, đúng không cả nhà?
nên là chúng ta nắm vững yêu thương ha, và nhớ trong cuộc đời chỉ cần nắm vững cái chìa khóa, nắm được chìa khóa trân trọng biết ơn thì chúng ta có thể mở ra một cánh cửa rồi. Dạ, và có bài học nào đó tâm đắc á, nhà mình có thể chia sẻ cùng với nhau trong nhóm. Dạ, đi ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp nhau suốt phần đời còn lại. Bye bye cả nhà.